Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 14. Nguy cấp. Trần Hưng Hải hành động rất nhanh. Lão ta lập tức triệu tập dòng chính trong gia tộc, bàn bạc chuyện đối phó với nhà họ Viên. Lúc người của nhà họ Trần biết phải đối phó với nhà Viên, mọi người đều chấn động. Nhiều năm qua, nhà họ Viên và nhà họ Trần cùng nắm tay leo lên đỉnh cao của Châu Thành, bề ngoài vẫn luôn rất hòa thuận. Vì vậy, địa vị của hai gia tộc này ở Châu Thành vẫn không cách nào bị lay động được. Nhưng bây giờ Trần Hưng Hải bỗng muốn ra tay với nhà họ Viên, có thể tưởng tượng được mọi người kinh ngạc cỡ nào. Đây là chuyện tuyệt mật của nhà họ Trần, nếu để tôi biết ai dám tiết lộ ra ngoài, sẽ giết chết không tha. Trần Hưng Hải ngồi ở vị trí cao nhất, lạnh lùng nói. Con muốn biết tại sao chúng ta phải đột nhiên ra tay với nhà họ Viên. Có người hỏi, thực lực của nhà họ Viên tương đương với nhà họ Trần của chúng ta. Nếu ra tay với bọn họ chỉ khiến cả hai đều chịu thiệt. Đến lúc đó sợ rằng, cục diện ở cả Châu Thành sẽ có thay đổi rất lớn, nhà họ Trần chúng ta cũng sẽ trả giá đắt vì chuyện này. Trần Hưng Hải liếc mắt nhìn người vừa nói, lạnh lùng nói, đã bao giờ tôi làm việc gì mà không nắm chắc chứ? Các người chỉ cần làm theo sự dặn dò của tôi là được rồi. Vâng ạ. Mọi người đều đáp. Trần Hưng Hải là chủ gia tộc, từ trước đến nay luôn nói là làm. Ở nhà họ Trần có người sẽ thắc mắc về quyết định của lão ta, nhưng không ai dám trái lời. Chẳng mấy chốc sau, người nhà họ Trần đều làm việc theo sự dặn dò của Trần Hưng Hải. Còn Trần Hưng Hải lại gọi điện thoại cho Lạc Bân, nhà họ Trần đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Trần Hưng Hải không giải thích gì nhiều nhưng đã thể hiện ra quyết tâm của nhà họ Trần. Lạc Bân nhếch miệng, chậm rãi nói, vậy thì bắt đầu đi. Cùng lúc đó, ở nhà họ Viên, trong một căn biệt thự sang trọng, tranh chữ của các chuyên gia thư pháp nổi tiếng treo quanh phòng sách. Lúc này, trong tay viên sĩ vũ chủ nhà họ Viên đang cầm cây bút lông sói xanh tím thượng hạng đang cúi đầu bên bàn luyện thư pháp. Ngòi bút di chuyển trên trang giấy tuyên màu trắng, vẽ ra từng nét bút sắc sảo. Ha ha, chữ này viết rất đẹp. Sau khi viên sĩ Vũ viết xong một chữ, lão ta hài lòng cười rộ lên. Rầm. Đúng lúc này, có người đẩy mạnh cửa phòng sách và bước vào. Ông chủ, không xong rồi. Đó là ông quản gia già với mái tóc bạc phơ, mặt mày hốt hoảng. Tâm trạng viên sĩ Vũ đang vui vẻ lại bị phá hỏng vì quản gia xông vào. Ông hốt hoảng cái gì? Cho dù trời sập cũng có người chống đỡ. Viên sĩ Vũ lạnh lùng nói đi, xảy ra chuyện gì rồi? Ông chủ, bên phía ngân hàng vừa gọi điện thoại tới nhắc nhở về khoản vay, nói định giá tài sản của nhà họ Viên chúng ta không đạt tiêu chuẩn, cho nên muốn thu hồi lại khoản vay. Còn nữa, tập đoàn Anh Hào bị tòa án niêm phong, nói là sổ sách có vấn đề. Chưa hết, quản lý cấp cao của tập đoàn Thành Công đồng loạt từ chức. Còn có cổ phiếu của tập đoàn Thành Công bị bán tháo ồ ạt, chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi mà giá trị thị trường của công ty đã bốc hơi hết 60%. Còn nữa, ông quản gia liên tục báo cáo những tin sốc. Gương mặt luôn điềm tĩnh của viên sĩ Vũ thoáng biến sắc, đứng bật dậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại xuất hiện nhiều vấn đề như vậy? Ông chủ, không ai biết có chuyện gì xảy ra. Ông chủ mau nghĩ cách đi. Nếu trong vòng một giờ mà chúng ta không gom được số tiền lớn kia, nhà họ Viên sẽ tiêu đời thật đấy. Ông quản gia sắp khóc rồi, vô cùng sốt ruột. Ngay khi nhà họ Viên đang rối loạn, Trần Hưng Hải cũng biết mọi chuyện đã xảy ra với nhà họ Viên, tim lão ta đập thình thịch. Lão ta vốn còn hơi nghi ngờ, nhưng đến bây giờ mới biết Dương Thanh thật sự có thể dễ dàng tiêu diệt nhà họ Viên. Cho đến nay, những việc làm của nhà họ Trần vẫn chưa thể lay động được nền tảng của nhà họ Viên. Trước mắt, chỉ cần lấy một trong số những việc Dương Thanh đã làm với nhà họ Viên cũng có thể khiến cho nhà họ Viên sụp đổ trong vòng một ngày chứ đừng nói chi nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên Trần Hưng Hải biết rõ, chuyện này cũng xem như một lời cảnh cáo của Dương Thanh dành cho mình. Cậu ta có tiêu diệt nhà họ Viên trong mấy phút ngắn ngủi, vậy cũng có thể diệt được nhà họ Trần. Lão ta bỗng cảm thấy mình cực kỳ may mắn. Nếu trước đó lão ta lựa chọn đối đầu với Dương Thanh thì e rằng nhà họ Trần cũng phải đối mặt với tất cả những gì mà nhà họ Viên đang phải đối mặt lúc này nhỉ. Vào lúc này, khoảng hơn 20 chiếc Prado màu đen phóng như tên bắn về phía nhà họ Viên. Chỉ 20 phút sau, những chiếc xe này đã chạy đến nhà họ Viên. Trong chiếc Maybach dẫn đầu, Trần Hưng Hải phấn khích hét lên, tông thẳng vào.
Rầm. Chiếc xe dẫn đầu tông thẳng vào biệt thự của nhà họ Viên, những chiếc xe khác cũng tông thẳng vào theo. Tất cả sản nghiệp của nhà họ Viên, chỗ thì bị niêm phong, chỗ bị hủy bỏ hợp tác, ngay cả quản lý cao cấp cũng bỏ đi luôn. Có thể nói kinh tế của nhà họ Viên đã hoàn toàn sụp đổ. Trong tình cảnh này, Trần Hưng Hải lại dẫn người đến nhà họ Viên. Trần Hưng Hải. Viên sĩ Vũ nhìn thấy Trần Hưng Hải bước xuống xe thì vô cùng tức giận. Viên sĩ Vũ, sau ngày hôm nay Châu Thành sẽ không còn nhà họ Viên nữa. Trần Hưng Hải lạnh lùng nói. Lúc này, lão ta đã có tư cách nói câu này rồi, bởi vì nhà họ Viên đã hoàn toàn phá sản, không còn đáng sợ nữa. Tất cả người nhà họ Viên tức giận nhìn Trần Hưng Hải, trong lòng họ đều biết những gì nhà họ Viên gặp phải hôm nay chắc chắn có liên quan đến nhà họ Trần. Trần Hưng Hải, quan hệ nhà họ Viên và nhà họ Trần từ trước tới nay vẫn luôn tốt đẹp, bây giờ ông lại huy động nhiều người đến nhà họ Viên của tôi, là muốn dậu đổ bìm leo sao, hai mắt Viên sĩ Vũ đỏ ngầu, giận dữ hét lên. Trần Hưng Hải cười khẩy nói, bây giờ nhà họ Viên nát như thế này, xứng để tôi dậu đổ bìm leo không? Vậy ông muốn thế nào? Viên sĩ Vũ cả giận nói. Nghĩ tới tình cảm nhiều năm của chúng ta, chỉ cần ông giao Viên Mộc và Viên Thiệu ra đây tôi có thể chừa cho ông một con đường sống. Trần Hưng Hải nói. Sở dĩ lão ta dẫn người đến nhà họ Viên, ngoài việc muốn đuổi nhà họ Viên ra khỏi Châu Thành, còn có một nhiệm vụ khác nữa, đó là dẫn Viên Mộc và Viên Thiệu đi. Mặt Viên sĩ Vũ hơi biến sắc, lão ta chợt nhận ra. Rất có thể hai đứa cháu mình có liên quan tới việc nhà họ Viên gặp phải tai họa ngày hôm nay. Người nhà họ Viên cũng nghĩ như vậy, bọn họ đều nhìn về phía Viên Mộc và Viên Thiệu. Lúc này Viên Mộc đang cố tỏ ra bình tĩnh, còn Viên Thiệu đã bị dọa cho run cầm cập. Việc tìm sát thủ ám sát Trần Anh Tuấn là do hắn ta và Viên Mộc làm. Bây giờ Trần Hưng Hải huy động người tới đây còn muốn dẫn bọn họ đi, chắc chắn có liên quan đến việc này. Châu Yếu còn hơn bò khỏe. Ông thật sự tưởng nhà họ Viên chúng tôi dễ bắt nạt như vậy sao? Viên sĩ Vũ tức giận gào lên. Tuy lão ta đã đoán được đại khái nhưng sẽ không tỏ ra yếu thế trước mặt Trần Hưng Hải. Trần Hưng Hải cười lạnh nói, nếu ông không muốn giao người, vậy tôi cũng chỉ có thể tự mình dẫn đi thôi. Trần Hưng Hải vừa nói xong liền vung tay lên, dẫn hai thằng oát con kia đi cho tôi. Tôi xem ai dám. Viên sĩ Vũ gầm lên, mười mấy người đàn ông vạm vỡ xuất hiện. Lập tức đứng chắn ở trước mặt đám người nhà họ Viên. Viên sĩ Vũ, tôi thật lòng khuyên ông một câu, nếu ông giao hai thằng oát con kia ra, tôi sẽ thả cho những người khác rời đi. Nếu không, người nhà họ Viên đừng mong có ai sống sót. Trần Hưng Hải cũng không vội ra tay, nhưng thái độ cực kỳ hung hăng. Viên Mộc và Viên Thiệu thuê sát thủ giết chết cháu nội của lão ta, cũng là người đã bị Dương Thanh chỉ đích danh, bất kể thế nào cũng phải dẫn đi. Chắc hẳn đây cũng là thử thách của Dương Thanh đối với lão ta. Nếu ngay cả chuyện nhỏ này mà lão ta cũng làm không xong, sao Dương Thanh có thể để lão ta quản lý Châu Thành được? Tôi phải bắt đi. Nhất thời hai bên giằng co với nhau. Mặc dù Trần Hưng Hải mang theo rất nhiều người, nhưng đây là địa bàn của nhà họ Viên, người của nhà họ Viên sẽ nhiều hơn. Dù vậy, Trần Hưng Hải cũng không hề sợ hãi. Đa số người trong dòng chính của nhà họ Viên đều có mặt ở đây. Nếu xảy ra xung đột thì chắc chắn người nhà họ Viên sẽ chết rất nhiều. Trần Hưng Hải, chỉ với lực của một mình ông, tuyệt đối không thể nào khiến nhà họ Viên của tôi thiệt hại nghiêm trọng như vậy trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi được, rốt cuộc ai đang giúp ông đối phó với nhà họ Viên? Viên sĩ Vũ bỗng nói. Lão ta biết rằng nhà họ Viên không thể cứu vãn được nữa. Viên sĩ Vũ, ngay cả việc ông đã đắc tội với ai ông còn không biết. Chẳng trách sao nhà họ Viên bị tiêu diệt, Trần Hưng Hải chế nhạo. Viên sĩ Vũ hơi nhướng mày, ông có ý gì? Không phải tôi tìm người đối phó với nhà họ Viên, mà là nhà họ Viên đã đắc tội nhầm người. Trần Hưng Hải nói, đương nhiên, cho dù không có cậu ta, tôi cũng sẽ không tha thứ cho nhà họ Viên, bởi vì cháu của ông đã giết chết cháu trai tôi. Bây giờ, ông đã biết tại sao tôi phải mang bọn chúng đi rồi chứ? Trần Hưng Hải nghiến răng nghiến lợi khi nói đến câu cuối. Tuy Trần Anh Tuấn không quá nổi bật nhưng anh ta cũng là con cháu của nhà họ Trần. Thậm chí vì điều này mà suýt chút nữa đã khiến nhà họ Trần bị tiêu diệt. Đồ khốn, còn không mau cút ra đây. Viên sĩ Vũ vô cùng tức giận, quát Viên Thiệu, người đang run rẩy trong đám đông kia, và Viên Mộc, người đang giả vờ bình tĩnh. Ông nội,
chẳng qua nhà họ Trần mượn cớ này để ra tay với chúng ta mà thôi. Bọn con với anh Tuấn là bạn tốt của nhau, sao có thể thuê người giết cậu ta được? Viên Mộc giả vờ bình tĩnh nói. Hắn ta đã hạ quyết tâm rằng dù có chết cũng không bao giờ thừa nhận rằng mình đã thuê sát thủ giết Trần Anh Tuấn. Đúng vậy, bọn con với anh Tuấn là bạn tốt, chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn, sao có thể giết anh ta được? Đây hẳn là âm mưu của nhà họ Trần, ông đừng có bị lừa. Viên Thiệu cũng vội nói, giọng nói hơi run rẩy. Trần Hưng Hải cười lạnh, danh con, vì bọn mày mà nhà họ Viên mới bị thiệt hại nặng như vậy, lẽ nào bọn mày muốn những người còn lại của nhà họ Viên chết chung sao? Lúc này vẻ mặt Trần Hưng Hải lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí. Khi lão ta nói lời này, sắc mặt của nhiều người trong nhà họ Viên thay đổi hẳn, ánh mắt đầy căm hận nhìn Viên Mộc và Viên Thiệu. Ông chủ Trần đã nói là vì bọn mày mới khiến cho gia tộc phải gánh chịu tai họa lớn như vậy. Bọn mày vẫn còn mặt mũi ở trong gia tộc để làm liên lụy đến những người khác. Ông chủ, mọi chuyện mà nhà họ Viên gặp phải hôm nay đều do cặp ăn chơi lêu lổng này gây ra, mau đuổi cổ bọn họ ra ngoài, không chừng nhà họ Trần sẽ buông tha cho chúng ta. Viên Mộc, Viên Thiệu, cút ra khỏi nhà họ Viên. Có người cầm đầu, lập tức có rất nhiều con cháu của nhà họ Viên yêu cầu đuổi cổ Viên Mộc và Viên Thiệu đi. Sắc mặt Viên Sĩ Vũ rất khó coi. Trần Hưng Hải chỉ nói một câu lại có thể khiến người nhà họ Viên chủ động giao nộp Viên Mộc và Viên Thiệu. Người thì tôi có thể giao cho ông. Cuối cùng Viên Sĩ Vũ cũng lên tiếng, nhìn chằm chằm Trần Hưng Hải nói, nhưng nhất định phải giữ lại nhà họ Viên. Cho dù mọi thứ của nhà họ Viên đã bị hủy hoại, nhưng gốc rễ vẫn còn ở Châu Thành, nếu thật sự phải rời đi nơi khác, e là rất khó để nhà họ Viên xây dựng lại cơ đồ huy hoàng. Chỉ cần nhà họ Viên được ở lại Châu Thành, họ có thể từ từ phát triển dựa trên những mối quan hệ trước đây. Dù rất khó để đạt được đỉnh cao như lúc trước, nhưng ít nhất cũng có thể khiến nhà họ Viên trở nên tốt hơn. Nghe vậy, Viên Mộc và Viên Thiệu bỗng tái mặt. Cuối cùng Viên Sĩ Vũ vẫn lựa chọn bỏ rơi bọn họ sao? Trần Hưng Hải lắc đầu, Viên Sĩ Vũ, ông nên hiểu rằng người muốn tiêu diệt nhà họ Viên không phải là tôi. Vậy thì để tôi gặp người đứng sau ông, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta. Viên Sĩ Vũ nghiến răng nói. Viên Sĩ Vũ, ông đừng có được đằng chân lân đằng đầu, tôi chỉ dẫn kẻ giết người đi thôi đã là nể mặt ông lắm rồi. Nếu ông còn lằng nhằng nữa, đừng trách tôi không khách sáo. Trần Hưng Hải tức giận nói. Đương nhiên lão ta biết rõ, nếu để nhà họ Viên ở lại Châu Thành, lão ta sẽ đứng ngồi không yên. Chỉ khi nhà họ Viên hoàn toàn bị đuổi khỏi Châu Thành thì địa vị của lão ta mới có thể ổn định được. Lúc này, Viên Sĩ Vũ bỗng cảm thấy suy sụp. Từ một gia tộc nhỏ, nhà họ Viên từng bước đi lên đỉnh cao ở Châu Thành, tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức, vậy mà bây giờ mọi thứ đã bị hủy hoại chỉ trong nửa giờ đồng hồ. Càng nghĩ lão ta càng không can tâm. Cơ đồ của ngày hôm nay đều do tổ tiên nhà họ Viên đánh đổi bằng xương máu. Nếu bị hủy trong tay lão ta thì khi chết, lão ta còn mặt mũi nào đi gặp ông bà tổ tiên cơ chứ? Trần Hưng Hải, tôi muốn nói chuyện với kẻ đứng sau ông, nếu không được thì chúng ta chiến đi. Viên Sĩ Vũ bỗng bình tĩnh nói, nhưng lại rất có khí phách, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bây giờ nhà họ Viên đã ra nông nỗi này, liệu họ còn sức chiến đấu nữa không? Trần Hưng Hải không ngờ rằng Viên Sĩ Vũ lại quyết tâm như vậy. Vào lúc này, một chiếc Phaeton màu đen chậm rãi dừng lại bên cạnh Trần Hưng Hải. Hai bóng dáng bước ra khỏi xe. Cậu Thanh! Trần Hưng Hải một lần nữa gặp lại Dương Thanh, khẽ gật đầu với thái độ vô cùng kính cẩn. Trong đám đông, khi Viên Mộc và Viên Thiệu nhìn thấy Dương Thanh, cả hai đều cảm thấy như đang mơ. Đặc biệt là khi nhìn thấy sự kính trọng của Trần Hưng Hải đối với Dương Thanh, bọn họ lại càng sợ hãi hơn. Dương Thanh bước về phía trước cho đến khi đứng ở vị trí đối diện, cách Viên Sĩ Vũ khoảng 2 mét thì anh dừng lại. Cậu là người đứng sau Trần Hưng Hải. Chính cậu là người đã hủy hoại nhà họ Viên của tôi và yêu cầu ông ta bắt cháu trai của tôi, Viên Sĩ Vũ đột nhiên nói. Dương Thanh thờ ơ nói, cháu trai của ông đã thuê sát thủ giết người rồi vu oan giá họa cho tôi. Vậy tôi tiêu diệt nhà họ Viên của ông và bắt chúng đi có gì là sai? Không có chứng cứ, dựa vào cái gì mà bắt người của nhà họ Viên tôi đi? Viên Sĩ Vũ phản bác. Chứng cứ. Dương Thanh bật cười, ai có thể ngăn cản người mà Dương Thanh tôi muốn bắt đi. Cậu đừng quá đáng như thế. Viên Sĩ Vũ cố gắng hết sức để kiềm chế cơn tức giận của mình.
Quá đáng, ha ha, vậy thì tôi sẽ cho ông biết, như thế nào gọi là quá đáng. Dương Thanh cười lạnh, sau đó quay người từng bước đi về phía Viên Mộc và Viên Thiệu. Các cao thủ nhà họ Viên lập tức vây quanh Dương Thanh, sắc mặt Trần Hưng Hải bỗng thay đổi, vừa định cho người ra tay, liền nghe thấy Dương Thanh nói, nhìn thôi được rồi. Câu này rõ ràng là nói với Trần Hưng Hải. Giết thằng khốn này cho tôi. Thấy Dương Thanh bị đám người vây quanh, Viên Thiệu hung dữ quát lên. Nhưng không ai nghe lời hắn ta cả. Dù có cho Viên Sĩ Vũ 10 lá gan, lão ta cũng không dám làm gì Dương Thanh. Người có thể xóa sổ nhà họ Viên chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi là người mà ông ta có thể đắc tội sao? Trừ khi lão ta không màng tới mấy chục mạng người của nhà họ Viên. Nếu không muốn chết thì cút đi cho tôi. Dương Thanh bỗng lên tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơn 10 tên cao thủ đứng trước mặt Dương Thanh, bảo vệ Viên Mộc và Viên Thiệu ở phía sau, không một ai lùi bước. Bụp. Đúng lúc này, Dương Thanh bỗng ra tay. Một phát đá văng tên cao thủ nhà họ Viên đang đứng trước mặt anh. Hắn ta phun ra một ngụm máu, bay ra xa hơn 10 mét, ngã xuống đất, bất động rồi ngất lịm đi. Không gian bỗng im phăng phắc. Đó là cao thủ mà nhà họ Viên đã bỏ ra khối tiền để thuê về, vậy mà lại bị Dương Thanh đá ra xa hơn 10 mét. Tôi đã nói rồi sao không chịu nghe. Giọng Dương Thanh bỗng vang lên. Lúc này, anh đã đến trước mặt Viên Mộc và Viên Thiệu. Viên Mộc nãy giờ vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng bây giờ người lại run bần bật. Về phần Viên Thiệu, hắn ta sợ tới mức toàn thân bủn rủn, ngồi phịch xuống đất với một vũng nước dưới mông. Sự thật sáng tỏ. Dương Thanh nhìn chằm chằm vào Viên Mộc, bỗng hỏi, anh đã thuê người giết Trần Anh Tuấn rồi loan tin khắp nơi rằng chuyện đó là do tôi làm, đúng không? Anh đừng ngậm máu phun người. Viên Mộc ra sức phủ nhận, cắn răng, tôi chỉ biết tối qua Trần Anh Tuấn tìm sát thủ, định giết anh ở đỉnh Ngũ Hành Sơn, nhưng anh vẫn không hề hấn gì. Ngay sau đó Trần Anh Tuấn bị giết trên đường về nhà, người khác nghi ngờ anh cũng bình thường thôi. Nghe thấy Viên Mộc nói thế, Trần Hưng Hải hơi kinh ngạc. Nếu hắn ta không nói thì lão ta cũng không biết chuyện này. Tôi rất tò mò, trừ tôi và Tô San, thêm cả người trong cuộc là Trần Anh Tuấn ra, những người khác đều không biết chuyện anh ta đã tìm sát thủ để giết tôi, sao anh lại biết thế? Dương Thanh hỏi với vẻ khó hiểu. Cho dù Viên Mộc cảnh giác đến mấy thì cũng không để ý tới chi tiết này. Nghe thấy Dương Thanh hỏi thế, Viên Thiệu đang sụi lơ dưới đất bỗng run rẩy. Dù sao hắn ta cũng có phần trong chuyện này. Sau khi hai người đấu với nhau xong, Trần Anh Tuấn đã kể với tôi như thế. Viên Mộc ra vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng đã không còn tự tin như hồi nãy nữa, ánh mắt hơi láo liên. Bốp! Dương Thanh bỗng vung tay lên, Viên Mộc đứng trước mặt anh bay xa tận mấy mét. Mấy chiếc răng bay ra khỏi miệng Viên Mộc, trong miệng hắn ta đầy máu tươi. Viên Mộc! Viên Sĩ Vũ lập tức nổi giận. Ngay sau đó, Dương Thanh bước đến trước mặt Viên Thiệu đang ngồi bệt dưới đất, nhìn hắn ta từ trên cao, vẫn rất thản nhiên, giờ đến lượt cậu. Anh Thanh, tôi không biết gì hết. Dương Thanh còn chưa hỏi, Viên Thiệu đã sợ chết khiếp, giọng nói cũng run rẩy theo. Lúc này, trong đầu Viên Thiệu chỉ còn lời dặn của Viên Mộc, không được nói cho bất cứ ai biết chuyện hắn ta đã tham gia vào việc thuê người giết Trần Anh Tuấn. Đương nhiên hắn ta biết rõ, nếu nói thật lúc này, chắc chắn Dương Thanh sẽ giết hắn ta. Tôi còn chưa hỏi mà cậu đã không biết à? Dương Thanh lắc đầu, nhắm mắt lại, tôi hỏi gì thì cậu đáp nấy, nếu câu trả lời của cậu khiến tôi bất mãn, tôi sẽ đánh gãy một chân của cậu, nếu nó vẫn khiến tôi bất mãn thì tôi sẽ đánh gãy nốt chân kia, đến khi tay chân cậu gãy hết thì vẫn còn chuyện đáng sợ hơn đang chờ cậu. Dương Thanh, cậu đang định tra tấn ép cung à? Viên Sĩ Vũ siết chặt nắm tay, tức giận quát, người làm ông nội như lão ta biết rõ Viên Thiệu là người thế nào. Hắn ta là đồ hèn nhát, mềm nắn rắn buông, nếu bị Dương Thanh ép cung, có lẽ hắn ta sẽ thừa nhận cả những chuyện không có thật mất. Xoẹt! Trong tay Dương Thanh đã có thêm một viên đá cội từ bao giờ? Viên Sĩ Vũ vừa dứt lời, anh đã tiện tay ném nó đi, viên đá đó lập tức xẹt qua mặt lão ta. Viên Sĩ Vũ bỗng cảm thấy mặt đau rát, vô thức đưa tay lên sờ, phát hiện đã chảy máu rồi. Chiêu này của Dương Thanh khiến mọi người kinh hãi. Khi ở trong tay anh, viên đá đó chẳng khác gì viên đạn,
đáng sợ nhất là Dương Thanh đã điều khiển nó chính xác đến mức chỉ cắt rách ra mặt Viên Sĩ Vũ mà thôi. Nếu vừa rồi anh nhắm vào cổ lão ta thì sao? Tôi không thích người khác lắm lời khi tôi đang hỏi, nếu có lần sau, giết. Dương Thanh nói bằng giọng bá đạo. Anh vừa dứt lời, xung quanh yên ắng hẳn, không ai dám nói gì nữa. Trong mắt Viên Sĩ Vũ tràn ngập sự sợ hãi, lão ta kiêng dè thực lực của Dương Thanh, chỉ có thể im miệng. Tim Trần Hưng Hải đập thình thịch, lão ta đã từng gặp cao thủ nhưng chưa thấy ai đáng sợ như Dương Thanh. Hồi nãy anh đá bay cao thủ nhà họ Viên, còn giờ thì lại khiến người khác bị thương bằng đá. Ngay cả Tiền Bưu cũng không có thực lực đó nhỉ. Trần Hưng Hải bỗng hiểu tại sao Dương Thanh lại bảo mình đứng quan sát rồi. Anh đang uy hiếp lão ta, để lão ta không dám chống đối, bằng không anh chỉ cần một hòn đá để lấy mạng lão ta. Nói cho tôi biết, rốt cuộc tại sao Trần Anh Tuấn lại chết? Dương Thanh bỗng hơi nhếch môi, cười nhạt. Trong mắt Phiên Thiệu, nụ cười này như đến từ ác ma dưới địa ngục. Tôi. Phiên Thiệu chỉ nói được hai chữ tôi rồi không dám nói tiếp nữa. Nếu nói ra sự thật thì chỉ có đường chết. Nhưng nếu không nói thì sẽ phải chịu đau đớn vô tận, sau đó vẫn chỉ có đường chết. Cho dù nói hay không cũng chết, hắn ta biết mở miệng thế nào đây? Chỉ cần cậu nói ra sự thật, tôi đảm bảo cậu sẽ không chết. Dương Thanh cũng nhận ra nỗi lo của Viên Thiệu, bèn cười híp mắt. Anh nói, thật à, Viên Thiệu động lòng. Dương Thanh tôi chưa bao giờ thất hứa, Dương Thanh cao giọng. Viên Thiệu, không được nói. Viên Mộc lúng búng nói. Hắn ta biết nếu tiết lộ chuyện kia thì hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào, đương nhiên hắn ta không muốn Viên Thiệu nói ra. Vẫn còn nói được à, để tôi giúp anh im lặng vĩnh viễn nhé. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Viên Mộc rồi búng tay, một viên đá nhỏ lập tức đâm thủng họng Viên Mộc. Mọi người còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Dương Thanh búng tay một cái. Ngay sau đó, Viên Mộc vô thức ôm họng mình, rất nhiều máu chảy ra từ kẽ tay hắn ta. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Viên Mộc vừa sợ tới mức tè ra quần lập tức đại tiểu tiện không kiểm soát, mùi thối gay mũi tràn ngập không gian. Nếu đưa đến bệnh viện trong vòng 10 phút thì có lẽ vẫn giữ được tính mạng, Dương Thanh nhắc. Viên Mộc, Viên Sĩ Vũ bỗng hét lên rồi nhào tới. Dương Thanh, tao phải giết mày. Mắt Viên Sĩ Vũ đỏ ngầu, lão ta gào lên. Trong mắt Dương Thanh lóe lên sự sắc sảo, muốn tôi chết ư, ông chắc chứ. Ánh mắt đáng sợ của Dương Thanh như ánh nhìn từ dã thú, khiến Viên Sĩ Vũ sợ tới mức người đầm đìa mồ hôi lạnh. Đưa nó đến bệnh viện đi. Viên Sĩ Vũ tức giận gào lên với đám người. Viên Mộc mới bị đâm thủng họng chứ chưa đến mức hết đường cứu chữa, nhưng nếu đưa tới bệnh viện trễ thì vẫn sẽ chết. Bây giờ lão ta chỉ có thể thỏa hiệp. Trần Anh Tuấn đã chết thế nào? Tôi không muốn hỏi vấn đề tương tự đến lần thứ ba. Nếu cậu không trả lời, tôi cũng không biết viên đá tiếp theo sẽ bắn vào chỗ nào đâu đấy. Dương Thanh lại nhìn về phía Viên Thiệu, còn kẹp một viên đá nhỏ giữa hai ngón tay. Tuy đó chỉ là một viên đá nhưng lại khiến hắn ta sợ hãi hơn bất cứ thứ gì khác. Viên Thiệu, nói hết những gì cháu biết đi. Viên Sĩ Vũ cắn răng. Lão ta biết rõ, nếu Viên Thiệu dám giấu giếm nữa thì chỉ còn con đường chết. Anh tôi đã tìm người giết Trần Anh Tuấn, anh ấy nói đây là cơ hội ngàn năm có một của nhà họ Viên chúng tôi. Chỉ cần Trần Anh Tuấn chết, chẳng những đám hỏi giữa nhà họ Tô và nhà họ Trần sẽ đi tong mà còn có thể mượn tay nhà họ Trần để trừ khử anh nữa. Viên Thiệu khóc lóc, chuyện này đều do anh tôi làm, không liên quan gì đến tôi hết, thật sự không liên quan gì đến tôi, xin anh đừng giết tôi. Đừng giết tôi mà. Trước đó Tô San bị ám sát mấy lần. Cũng do anh ta làm à, Dương Thanh chợt hỏi. Đúng thế, đều do anh tôi làm, anh ấy đã tìm người ám sát cả Tô San lẫn Trần Anh Tuấn, nhưng mãi vẫn không thành công. Viên Thiệu vội đáp, mặt người nhà họ Viên xám ngoét như cho. Trước đó họ vẫn ôm hy vọng, nhưng giờ thì hy vọng đã hoàn toàn vỡ nát rồi. Ông chủ Trần, chuyện còn lại giao cho ông. Dương Thanh đã biết được cái mình cần. Về phần phải đối phó với nhà họ Viên thế nào thì đó là chuyện của Trần Hưng Hải. Yên nghỉ đi. Nếu không vì đe dọa Trần Hưng Hải, Dương Thanh đã không đích thân đến nhà họ Viên, chỉ cần Lạc Bân ra tay là đủ để nắm giữ Châu Thành rồi. Chuyện nhà họ Dương ở Châu Thành lúc trước chính là bài học xương máu. Anh cứ tưởng nhà họ Dương sẽ trung thành, không ngờ họ dám lợi dụng anh. Đối với Trần Hưng Hải,
tất cả những chuyện vừa xảy ra đã tạo thành mối đe dọa khổng lồ. Đồng thời, nó cũng giúp lão ta biết rõ sự thật về cái chết của Trần Anh Tuấn, từ đó không hận Dương Thanh nữa mà chỉ biết ơn. Cảm ơn cậu Thanh. Trần Hưng Hải cảm ơn một cách chân thành. Lão ta hiểu rất rõ, nếu Dương Thanh muốn tiêu diệt nhà họ Trần thì nhà họ Trần cũng sẽ phải đối diện với tất cả những gì mà nhà họ Viên đã trải qua. Dương Thanh gật nhẹ đầu, nhớ kỹ lời tôi nói, tôi có thể khoan dung trước sự thách thức của người khác, nhưng không thể dễ dàng tha cho kẻ phản bội. Nếu phản bội tôi thì chỉ có con đường chết. Nghe thấy thế, Trần Hưng Hải run rẩy, vội cam đoan, cậu Thanh cứ yên tâm, Trần Hưng Hải tôi thề sẽ không bao giờ phản bội cậu. Chiêu đả thương người khác bằng đá mà Dương Thanh vừa để lộ quả là đáng sợ hơn tất cả các loại súng đạn trên đời, Trần Hưng Hải nào dám có ý phản bội chứ? Sau khi cảnh cáo Trần Hưng Hải xong, Dương Thanh bước về phía chiếc Phaeton khiêm tốn của mình, Lạc Bân đích thân lái xe đưa anh đi. Viên sĩ Vũ, giờ ông còn gì để nói không? Sau khi thấy Dương Thanh đi, Trần Hưng Hải lạnh lùng nhìn viên sĩ Vũ. Rốt cuộc nguyên nhân về cái chết của Trần Anh Tuấn cũng được công bố, còn cả mấy lần anh ta bị ám sát trước đó nữa, cuối cùng sự thật cũng sáng tỏ. Mọi chuyện đều do một người trẻ tuổi của nhà họ Viên gây ra. Viên sĩ Vũ có vẻ bi ai, thở dài, bỗng nói, oan có đầu, nợ có chủ. Tất cả những gì Viên Mộc làm đều không liên quan đến nhà họ Viên. Nghe thấy thế, người nhà họ Viên đều rất cảm khái. Viên Mộc là người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Viên, vẫn luôn được bồi dưỡng để nối nghiệp viên sĩ Vũ sau này, hơn nữa thực tế cũng cho thấy hắn ta đúng là rất xuất sắc. Nếu lần này họ không đánh giá thấp thực lực và gia thế của Dương Thanh, có lẽ bên bị tiêu diệt chính là nhà họ Trần, sau hôm nay, Châu Thành sẽ do nhà họ Viên nắm giữ. Nhưng hôm nay, viên sĩ Vũ đã hoàn toàn từ bỏ Viên Mộc rồi. Nhưng người nhà họ Viên vẫn có thể hiểu được, dù sao lần này sai lầm của Viên Mộc cũng quá lớn, đã hủy diệt cả nhà họ Viên. Ông chỉ đẩy một hậu duệ nhà họ Viên ra để gánh hết trách nhiệm mà đã muốn tôi bỏ qua cho rồi à? Mắt Trần Hưng Hải đỏ ngầu, giận dữ hét. Những năm gần đây, tuy bề ngoài nhà họ Viên và nhà họ Trần có vẻ hòa thuận nhưng lại ngấm ngầm đấu đá với nhau. Nhất là mấy năm trước, khi nhà họ Viên còn xưng vương xưng bá, họ đã chèn ép nhà họ Trần đủ đường. Nếu không có Trần Hưng Hải, nhà họ Trần đã bị xóa sổ từ lâu. Trần Hưng Hải đã phải nén giận rất lâu, cuối cùng hôm nay cũng được lên mặt. Nhà họ Viên đã bị xóa sổ rồi, ông còn muốn thế nào nữa, viên sĩ Vũ giận dữ hét. Trừ Viên Mộc ra, tôi còn muốn ông chết. Trần Hưng Hải bỗng chỉ tay vào viên sĩ Vũ, trong mắt tràn ngập sự kiên quyết, ông chết rồi tôi mới có thể yên tâm. Tất cả người nhà họ Viên đều ngơ ngác. Ngay cả viên sĩ Vũ cũng khó thoát khỏi cái chết ư. Ha ha! Viên sĩ Vũ bỗng phát ra tiếng cười bi thương, vì con cháu đánh giá sai đối thủ, chẳng những cơ nghiệp mấy đời của nhà họ Viên bị hủy hoại trong chốc lát mà tôi còn phải chết theo, trời muốn cắt đứt đường sống của nhà họ Viên rồi. Lúc này trong mắt viên sĩ Vũ tràn ngập sự bi thương chứ không hề có vẻ sợ hãi nữa. Người nhà họ Viên cũng có vẻ bi thương nhưng không dám cầu xin. Bịch! Ngay sau đó, trước sự kinh hãi của tất cả mọi người, viên sĩ Vũ bỗng quỳ xuống đất. Ngay cả Trần Hưng Hải cũng kinh ngạc đến mức ngây người. Ông chủ Trần, Viên Mộc thuê người giết cháu ông, phải đền mạng là đúng. Tôi là chủ gia tộc họ Viên, đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện này, nhưng xin ông hãy tha cho những người khác của nhà họ Viên. Viên sĩ Vũ nói với vẻ cầu xin, lão ta quỳ xuống vì muốn giữ được dòng máu của nhà họ Viên. Trần Hưng Hải vô cùng cảm khái. Chủ của một gia tộc từng kề vai sát cánh với lão ta lại đang quỳ trước mặt lão ta. Tuy thắng nhưng lão ta cũng không thấy vui, chỉ cảm thấy mất mát. Hai người đều là chủ của gia tộc quyền quý bậc nhất, từng là bạn bè, cũng từng là kẻ thù. Lão ta chợt nghĩ, nếu hôm nay lão ta và viên sĩ Vũ đổi vai cho nhau, liệu viên sĩ Vũ sẽ làm thế nào? Liệu viên sĩ Vũ có bỏ qua cho lão ta không? Một lúc lâu sau, rốt cuộc Trần Hưng Hải cũng gật đầu, được. Tôi đồng ý với ông, nhưng điều kiện tiên quyết là tất cả người nhà họ Viên phải rời khỏi Châu Thành, đồng thời suốt đời không được trả thù nhà họ Trần, bằng không, tôi sẽ tìm mọi cách để giết sạch người nhà họ Viên. Mắt viên sĩ Vũ bỗng rơm rớm nước mắt, lão ta thành khẩn nói cảm ơn. Sau khi dứt lời, lão ta đứng dậy, nhìn người nhà họ Viên rồi cao giọng nói, hôm nay mọi người hãy rời khỏi Châu Thành, đừng quay về nữa.
Nếu ai dám trả thù nhà họ Trần thì chính là tội nhân thiên cổ của nhà họ Viên. Chủ gia tộc, người nhà họ Viên bật khóc. Viên sĩ Vũ kiêu ngạo đến mức nào chứ, ngay cả khi chủ của gia tộc quyền thế bậc nhất tỉnh Lỵ tới đây, lão ta cũng chưa từng quỳ xuống một lần. Nhưng bây giờ lão ta lại quỳ trước mặt Trần Hưng Hải, cầu xin Trần Hưng Hải để bảo vệ dòng máu nhà họ Viên. Đối với người như Viên sĩ Vũ, danh dự chính là mạng sống. Có thể tưởng tượng được vào giây phút quỳ xuống, lão ta đã không cam lòng và tuyệt vọng đến mức nào. Ông chủ Trần, cảm ơn. Viên sĩ Vũ bỗng nói lớn. Phập. Viên sĩ Vũ vừa dứt lời, một con dao găm đang lóe lên ánh sáng bạc bỗng xuất hiện trong tay lão ta. Lão ta đâm thẳng nó vào tim mình, máu tươi ào ào chảy ra, bộ đồ màu trắng lập tức bị nhuộm đỏ. Chủ gia tộc, người nhà họ Viên thi nhau quỳ xuống, nét mặt vô cùng bi thương. Trần Hưng Hải cảm thấy rất ngột ngạt, nhưng lão ta biết mình cũng sẽ làm thế nếu là Viên sĩ Vũ. Vì họ vốn là cùng một loại người. Đoàng, tiếng sét bỗng rền vang trên bầu trời, ngay sau đó, mưa rào ầm ầm trút xuống. Cả nhà họ Viên chìm trong nỗi bi thương. Trần Hưng Hải bước đến trước thi thể Viên sĩ Vũ, nói lớn, ông chủ Viên, yên nghỉ đi. Ông chủ Viên, yên nghỉ đi. Ông chủ Viên, yên nghỉ đi. Sau khi Trần Hưng Hải dứt lời, vô số cao thủ nhà họ Trần cũng thi nhau hét lên. Giọng họ như từng đợt thủy triều, vang vọng khắp trang viên nhà họ Viên. Tin nhà họ Viên bị xóa sổ nhanh chóng được truyền khắp Châu Thành. Người ngoài cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Họ chỉ biết trong nửa tiếng ngắn ngủi, nhà họ Viên đã sụp đổ về mặt kinh tế trước, ngay sau đó các sản nghiệp còn lại cũng bị những phe phái khác chèn ép theo. Sau đó nữa, Viên sĩ Vũ tự sát, người xuất sắc nhất thế hệ trẻ nhà họ Viên Viên Mộc cũng bị chặn giết trên đường tới bệnh viện. Tất cả những người khác của nhà họ Viên rời khỏi Châu Thành chỉ trong một đêm. Từ bây giờ, nhà họ Trần sẽ bước lên đỉnh cao của Châu Thành. Không gia tộc nào có thể địch nổi. Người ngoài đều biết Trần Hưng Hải đã trở thành người quyền lực nhất Châu Thành, nhưng chỉ mình Trần Hưng Hải biết, tất cả đều do Dương Thanh ban cho lão ta. Lão ta chỉ là con rối của anh mà thôi. Mau ăn cho tôi. Vài ngày sau, Lạc Bân lần lượt bàn giao những công việc trong tay mình cho Trần Hưng Hải. Ban đầu, Dương Thanh muốn Lạc Bân đào tạo một trợ thủ đắc lực, sau đó giao mọi việc ở Châu Thành cho người trợ thủ đó. Một tháng sau, anh sẽ sắp xếp để Lạc Bân đến trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh. Nay nhà họ Trần đã quy phục Dương Thanh rồi, với địa vị bá chủ của nhà họ Trần ở Châu Thành thì không cần đợi một tháng sau mới để Lạc Bân rời đi. Chỉ trong vòng một tuần, Lạc Bân đã bàn giao xong xuôi mọi chuyện cho Trần Hưng Hải. Giang Hải, trên tầng cao nhất của chi nhánh tập đoàn Nhạn Thanh. Chủ tịch, chuyện ở Châu Thành đã xử lý xong, khi nào thì tôi đến Yến Đô. Lạc Bân đứng sau lưng Dương Thanh, nhìn người thanh niên đang chắp hai tay sau lưng, hai mắt nhìn về phía xa xăm. Những mặt lợi và hại của việc đi Yến Đô, tôi đã với ông cả rồi, bây giờ, ông vẫn muốn đi sao? Dương Thanh đột nhiên quay lại, nhìn Lạc Bân và hỏi. Trong mắt Lạc Bân tràn đầy quyết tâm, dứt khoát gật đầu, thưa chủ tịch, tôi muốn đi. Vốn dĩ trong lòng Lạc Bân vẫn còn chút lo lắng, đối với ông ta. Mọi chuyện xảy ra trong nhà họ Viên ngày hôm đó như viên thuốc an thần vậy. Tuy nói rằng có thể suôn sẻ khiến kinh tế nhà họ Viên lụn bại là vì ông ta đã sắp đặt mạng lưới ở Châu Thành từ trước. Vốn dĩ ông ta không định công khai kế hoạch của mình ở Châu Thành sớm như vậy đâu, nhưng do sự xuất hiện của Dương Thanh đã khiến mọi chuyện được thực hiện sớm hơn dự kiến. Hơn nữa, ông ta cũng hiểu rằng cho dù không có sự bố trí từ trước của mình, kết quả của Châu Thành cũng sẽ không đổi. Được. Nếu ông đã kiên quyết như vậy, thì hôm nay ông tới Yến Đô đi vậy, Dương Thanh nói. Anh vẫn cảm thấy luôn biết ơn Lạc Bân, bất kể là mưu trí hay là lòng trung thành của ông ta, anh đều nhìn thấy hết. Ngay sau đó, bóng dáng một người đàn ông trung niên xuất hiện trong phòng làm việc. Cậu Thanh, Tiền Bưu bước vào. Ông về chuẩn bị đi Yến Đô, bảo vệ an toàn tính mạng cho Lạc Bân. Dương Thanh nghiêm túc nói, nhất định phải bảo vệ an toàn cho ông ấy. Rõ, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Dương Thanh, Tiền Bưu ngay lập tức đứng nghiêm, giọng nói hùng hồn như tiếng chuông. Dù thế nào đi chăng nữa, các ông cũng phải sống cho tôi. Ánh mắt Dương Thanh dịu đi rất nhiều,
nhìn về phía hai người và căn dặn, nếu thật sự không đối phó được với tình thế ở Yến Đô, cho dù phải từ bỏ thì tôi cũng không trách hai người. Chỉ cần hai người còn sống, thì vốn của tôi vẫn còn. Cả Lạc Bân và Tiền Bưu đều cảm động. Dương Thanh có thể nói câu này với họ, không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã thật sự xem họ là người của mình rồi. Chủ tịch yên tâm, tôi nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng. Cậu Thanh, đừng lo lắng, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ để cho sếp Lạc xảy ra chuyện gì đâu. Hai người lần lượt hứa hẹn. Hôm đó, Lạc Bân cùng Tiền Bưu đến Yến Đô. Dương Thanh cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào hai người họ. Tập đoàn Nhạn Thanh là ký ức duy nhất mà mẹ để lại cho anh trên thế gian này, anh sẽ dốc hết sức để bảo vệ nó. Gia tộc Phú Văn, sẽ có một ngày tôi đích thân đến tận cửa hỏi rõ người đó, tại sao năm xưa lại nhẫn tâm đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà như vậy. Ánh mắt Dương Thanh thoáng xẹt qua một tia sắc bén. Khi sắp tan làm, Dương Thanh nhận được cuộc gọi từ Tô San, Dương Thanh, tối nay anh rảnh không? Bố tôi muốn mời anh đi ăn tối. Tô San vui vẻ nói. Dương Thanh vốn muốn qua lại với Tô Thành Vũ, vì vậy anh đã thuận miệng đồng ý. Thật ra, kể từ sau lần đầu tiên gặp Tô Thành Vũ vào hôm anh trở về Giang Hải, Tô Thành Vũ đã nhiều lần âm thầm giúp đỡ anh. Nếu không, chi nhánh của tập đoàn Nhạn Thanh ở Giang Hải sẽ không thể thuận lợi giành được nhiều mối hợp tác quan trọng như vậy. Vốn dĩ, vì mối quan hệ của Tô Thành Vũ với gia tộc Vũ Văn, Dương Thanh không có ấn tượng tốt với ông ta, sau khi trở về từ Châu Thành, anh đã cho người điều tra Tô Thành Vũ. Kết quả khiến anh rất ngạc nhiên, bởi vì Tô Thành Vũ chỉ có quan hệ với Hàn Thiên Thành quản gia cũ của nhà họ Vũ Văn mà thôi, chứ không hề có quan hệ gì với nhà Vũ Văn cả. Khi xưa Hàn Thiên Thành tình cờ giúp đỡ nhà họ Tô, nên nhà họ Tô mới có địa vị như ngày hôm nay. Chỉ cần không liên quan gì đến nhà Vũ Văn, thì không cần phải bài xích ông ta. Nhà hàng Bắc Viên Xuân là một chuỗi nhà hàng của nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ. Về cơ bản thì mọi thành phố đều có chi nhánh của Bắc Viên Xuân, và đều được xây dựng theo các tiêu chuẩn hàng đầu của mỗi địa phương. Kể từ ngày hôm ở Châu Thành, nhà họ Mục bị Hàn Khiếu Thiên công khai cạch mặt, nhà họ Mục liền trở thành chuột qua đường, ai gặp cũng đánh. Dù sao thì mấy năm nay, nhà họ Mục núp dưới cái bóng của nhà họ Hàn, ngang ngược phách lối, đắc tội không ít người. Lại có Tô Thành Vũ ra tay, nên bây giờ nhà hàng Bắc Viên Xuân đã được nhà họ Tô mua lại. Khi Dương Thanh đến nhà hàng, vì còn quá sớm so với giờ hẹn, nên anh đã tùy tiện chọn một chỗ ngồi ở sảnh lớn để ngồi đợi bố con nhà họ Tô đến. À, cái cô này không có mắt à. Cô có biết đồ của tôi đắt giá bao nhiêu không? Xa nên đấy, hơn 100.000 tệ lận có biết không hả? Nếu hôm nay không đền đủ thì đừng hòng rời đi. Trên một bàn đôi cho tình nhân cách đó không xa, cô gái trẻ ăn mặc đẹp đẽ đang gắt gỏng với nhân viên phục vụ. Đúng lúc này, một gã quản lý trung niên đầu hói, mặt bóng dầu bước tới. Cô Nguyệt, chuyện gì vậy ạ? Gã quản lý nhìn cô gái, cười xuề xòa. Xem các người tuyển loại phục vụ gì vậy hả? Làm đổ canh ra đầy người tôi rồi này. Nếu không giải quyết thỏa đáng cho tôi thì đừng trách tôi không khách sáo. Gương mặt với lớp trang điểm dày cộm của cô Nguyệt tức giận đùng đùng, nhưng sâu trong đôi mắt lại có chút lạnh lùng. Cái đầu ngu xuẩn này, cô mù à? Dám làm bẩn quần áo của cô Nguyệt đây? Cô có biết cô Nguyệt là ai không hả? Nếu không bồi thường thì cô biết tay tôi. Quản lý nhà hàng mắng nữ phục vụ một trận xối xả. Xin lỗi, tôi không cố ý. Nữ phục vụ cả kinh, liên tục xin lỗi. Trên mặt hiện rõ năm dấu tay do vừa rồi bị Ngụy Minh Nguyệt tát. Vì nhân viên phục vụ đứng quay lưng với Dương Thanh nên lúc đầu anh không nhận ra, cho đến khi cô ta lên tiếng xin lỗi, anh mới biết cô ta là ai. Một câu xin lỗi là xong à. Ngụy Minh Nguyệt không chịu bỏ qua, đột nhiên đổ bát cơm trên bàn xuống dưới chân, rồi thô bạo dẫm lên chúng, nhếch mép nói, trông cô không giống loại người có thể đền nổi mấy trăm ngàn tệ. Chỉ cần cô ăn hết chỗ cơm này, tôi sẽ không bắt cô đền tiền nữa. Cái gì? Cô gái này cũng độc ác quá. Bảo cô phục vụ này ăn chỗ cơm mà cô ta dẫm lên cơ đấy. Nói nhỏ thôi, cậu có biết cô gái đó là ai không? Cô ta chính là Ngụy Minh Nguyệt, cô chủ của nhà họ Ngụy, một trong bốn gia tộc lớn nhất Giang Hải đấy. Cẩn thận nhớ đâu cô ta nghe được thì cậu chết chắc. Những người xung quanh bàn tán xôn xao, nhiều người thấy rất chướng mắt. Nhưng do thân phận của Ngụy Minh Nguyệt nên không ai dám can thiệp.
Cô phục vụ đỏ mắt, nước mắt lưng tròng. Đừng nói là 100.000, cho dù là 10.000, cô ta cũng không đền nổi. Nhưng nếu không đền thì phải ăn chỗ cơm bị dẫm kia. Ăn nhanh lên, nếu không, đợi đến lúc tôi đổi ý rồi, cho dù cô muốn ăn cũng đã muộn, Ngụy Minh Nguyệt không ngừng thúc giục. Được rồi, tôi ăn. Cuối cùng cô phục vụ cũng hạ quyết tâm, mặt đẫm nước mắt. Ngụy Minh Nguyệt nở nụ cười mãn nguyện vì đạt được ý đồ xấu. Ngay lúc nhân viên phục vụ định ngồi xổm xuống, một cánh tay cường tráng đột nhiên giơ ta, giữ lấy vai cô, chờ đã. Hả lòng hả dạ. Những gì đang xảy ra bên này vốn là tâm điểm của cả nhà hàng, nhưng khi Dương Thanh xuất hiện ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nữ nhân viên phục vụ nhìn thấy Dương Thanh thì rất ngạc nhiên, Dương Thanh. Cô phục vụ này là Hạ Hà. Lúc này, mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt rưng rưng. Cô ta xinh đẹp, dịu dàng và lương thiện tựa như búp bê trong lồng kính vậy. Trên áo cô không hề có một giọt nước canh nào mà bảo bạn tôi bồi thường. Hình như hơi quá đáng thì phải. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Ngụy Minh Nguyệt, cô gái này thật là đáng ghét. Anh nhìn qua rồi, chỉ có chỗ đặt bát đĩa bị đổ một chút canh thôi, còn quần áo của Ngụy Minh Nguyệt không hề bị nước canh văng lên. Mà anh chàng đẹp trai ngồi đối diện Ngụy Minh Nguyệt đang híp mắt, từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Hà. Chẳng mấy chốc, Dương Thanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là Ngụy Minh Nguyệt thấy Hạ Hà xinh đẹp đến mức ngay cả bạn trai của cô ta cũng mê mẩn, nên mới ghen tị và cố tình gây sự với Hạ Hà. Là anh à? Ngụy Minh Nguyệt lúc này cũng đã nhận ra Dương Thanh, trên mặt dần dần lộ ra vẻ tức giận. Cô gái này là cô chủ của nhà họ Ngụy, một trong 4 gia tộc lớn nhất Giang Hải. Lần trước ở trước cửa nhà đấu giá Mạnh Ký, Ngụy Minh Nguyệt đã cố ý lôi kéo Dương Thanh, bảo anh đóng giả bạn trai cô ta để thoát khỏi cậu chủ Mạnh Xuyên của nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Nhưng sau khi bị Dương Thanh từ chối, cô ta đã vu khống cho Dương Thanh, nói anh bắt cô ta qua đêm với mình. Mà Mạnh Xuyên lại đang theo đuổi Ngụy Minh Nguyệt, nên đã ghi thù với Dương Thanh. Hôm nay là lần thứ 2 Dương Thanh gặp cô gái này. Cô Nguyệt, cô quen biết cậu này ạ? Quản lý nhà hàng thận trọng hỏi. Ngụy Minh Nguyệt đảo mắt. Tức giận nói, Ngụy Minh Nguyệt tôi có thân phận gì chứ? Làm sao có thể quen biết loại rác rưởi này được? Nhà hàng các ông làm ăn kiểu gì vậy? Giờ đã biến thành bãi chứa rác rồi hả? Hết phục vụ làm bẩn chiếc khăn choàng Chanel của tôi, giờ lại đến anh hùng rơm này đến giải cứu mỹ nhân, không sợ bị đồn ra ngoài sẽ làm trò cười cho người khác à? Bây giờ, hoặc là để họ ăn hết chỗ cơm dưới đất rồi biến khỏi tầm mắt của tôi. Hoặc là bảo họ đền tiền cho chiếc khăn choàng Chanel của tôi. Ngụy Minh Nguyệt của trách gã quản lý một chàng dài, nhưng câu trước câu sau đều là đang sỉ nhục Dương Thanh. Nói xong cô ta cầm đĩa thức ăn thừa đổ lên chỗ cơm trên đất, châm chọc nói, ăn cơm không tôi sợ các người nuốt không trôi, thêm chút đồ ăn nữa sẽ ngon hơn, ăn đi. Gã quản lý lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng quát Hạ Hà, còn không mau ăn đi. Cậu nhóc! Muốn học đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân thì trong tay phải có tiền, một anh hùng rơm không có tiền, mà dám khoác lác trước mặt cô Nguyệt sao? Nếu còn muốn sống ở Giang Hải thì mau ăn hết chỗ cơm cùng con nhỏ này đi. Sau khi quát mắng Hạ Hà xong, gã quản lý lại tiếp tục gầm lên với Dương Thanh. Nói xong còn cố ý dẫm lên đống đồ ăn trên mặt đất, thậm chí còn đè xuống miết miết mấy cái nữa chứ. Khuôn mặt đầy dầu của ông ta tỏ vẻ khinh miệt, cậu nhóc, cậu có biết đây là nơi nào không? Đây là Bắc Viên Xuân, nhà hàng cao cấp nhất Giang Hải đấy. Có biết cô Nguyệt đã bố thí cho 2 người bữa ăn đáng giá bao nhiêu tiền không? Bát cơm đó được nấu từ loại gạo lứt đỏ đắt nhất thế giới, một bát nhỏ có giá tận hơn 1.000 tệ. Đĩa rau xanh nhỏ đó là loại rau hữu cơ hàng đầu được nhập khẩu từ nước ngoài, một bó nhỏ có giá hơn 2.000 tệ đấy. Một người là phục vụ. Một người là một tên khố rách áo ôm, chắc chưa từng được ăn một bữa ăn đắt tiền như vậy đâu nhỉ. Còn không mau cảm ơn lòng tốt của cô Nguyệt đi. Gã quản lý châm biếm, ông ta biết rõ thân phận của Ngụy Minh Nguyệt, nên chỉ cần cô ta hài lòng, ông ta có thể làm bất cứ điều gì. Hạ Hà hết sức hoảng sợ, mặc dù cô ta không biết Ngụy Minh Nguyệt là ai, nhưng nhìn thái độ của gã quản lý, cô ta biết Ngụy Minh Nguyệt có gia cảnh cực kỳ khủng. Cô ta biết mình đã gây rắc rối cho Dương Thanh nhiều lần rồi, và cô ta thực sự lo lắng rằng Dương Thanh sẽ đắc tội với những nhân vật lớn vì mình. Dương Thanh, đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì đến anh mau đi đi. Hạ Hà lo lắng thúc giục,
Cô gái ngốc nghếch tốt bụng này chỉ muốn một mình gánh chịu mọi thứ. Đi, muốn đi đâu, cậu ta còn chưa ăn cơm mà cô Nguyệt bố thí cho các người mà. Dám bước một bước thử xem, gã quản lý đe dọa. Quản lý, chuyện này không liên quan gì đến bạn tôi, xin ông hãy để anh ấy về đi, được không? Hạ Hà khẩn khoản cầu xin, nước mắt trực trào, nhưng cô ta cố kìm lại, không để rơi một giọt nước mắt nào. Tất cả những vị khách đến ăn đều rất bức xúc, nhưng vì biết thân thế của Ngụy Minh Nguyệt nên không ai dám lên tiếng nói giúp. Ngụy Minh Nguyệt ngồi nhìn với vẻ mặt tự mãn, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Việc lần trước Dương Thanh từ chối cô ta trước cửa nhà đấu giá Mạnh Ký là nỗi nhục lớn nhất đối với cô ta. Vốn dĩ đã ghi hận với Dương Thanh rồi, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Đương nhiên cô ta sẽ không dễ dàng buông tha cho Dương Thanh. Đôi mắt sắc bén của Dương Thanh híp lại nhìn gã quản lý nhà hàng, ông nói muốn chúng tôi ăn đồ do ông dẫm lên. Đệch, mày điếc à? Gã quản lý quát, đúng vậy, chỉ cần mày ăn hết đống đồ ăn dưới đất, tao sẽ cho mày đi. Có Ngụy Minh Nguyệt chống lưng, nên giờ ông ta không sợ gì cả. Lửa giận bùng lên trong đôi mắt của Dương Thanh, đột nhiên anh bước về phía gã quản lý. Mày muốn làm gì? Thấy Dương Thanh đang đi về phía mình, gã quản lý kinh ngạc la lớn. Dương Thanh! Hạ Hà biết Dương Thanh giỏi võ, nên cô ta hoảng sợ, vô thức nắm lấy cánh tay của Dương Thanh. Dương Thanh nhìn lại Hạ Hà, khẽ cười, đừng lo lắng, tôi sẽ không nặng tay đâu. Nói xong, Dương Thanh tiếp tục đi về phía trước. Mỗi một bước tiến lên, gã quản lý đều cảm thấy có chút hoảng sợ, cho đến khi Dương Thanh đi tới trước mặt ông ta thẹn quá hóa giận, hét lớn, sao? Mày dám đánh tao chắc, đánh ông. Dương Thanh chế nhạo, đánh ông sẽ làm bẩn tay tôi mất. Khi nói những lời này, Dương Thanh đột nhiên duỗi một cánh tay ra, túm tóc gã quản lý nhà hàng rồi ấn mạnh xuống. Mặt của gã quản lý đập thẳng xuống đất, Dương Thanh ấn mạnh đầu ông ta vào đống thức ăn bị dẫm khi nãy. Nếu ông đã cho rằng đống thức ăn này ngon như vậy thì hãy ăn cho hết đi. Dương Thanh tức giận đùng đùng, hai tia sáng lạnh buốt bật ra khỏi con ngươi đen như mực của anh. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt tại đây vô cùng bàng hoàng. Không gian im ắng không một tiếng động, ai nấy cũng đều ngơ ngác nhìn Dương Thanh. Nhưng nhiều người lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hành vi vừa rồi của gã quản lý khiến nhiều người phẫn nộ, nhưng vì có Ngụy Minh Nguyệt nên không ai dám đứng ra can ngăn. Nhìn thấy Dương Thanh ra tay trừng trị gã quản lý, họ chỉ cảm thấy vô cùng hả dạ. Ngụy Minh Nguyệt không ngạc nhiên khi thấy Dương Thanh làm điều đó. Lần trước ở trước cửa nhà đấu giá Mạnh Ký, ngay cả Mạnh Xuyên mà Dương Thanh cũng dám đánh, huống chi là một gã quản lý nhà hàng. Khóe mắt Ngụy Minh Nguyệt hiện lên một tia âm u lạnh lẽo cùng đắc ý. Dừng tay lại cho tôi. Lực tay của Dương Thanh quá mạnh, ấn mạnh đầu gã quản lý nhà hàng xuống đất, khiến mặt ông ta bị đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Tiếng hét thảm thiết như tiếng heo bị cắt tiết, gã quản lý nhà hàng mặt bê bết máu, không biết gãy bao nhiêu chiếc răng. Trên miệng và trên mặt toàn là đống đồ ăn bị dẫm nát lúc nãy. Cả nhà hàng Bắc Viên Xuân không có âm thanh nào ngoài tiếng giống thảm thiết của ông ta. Hạ Hà sững sờ, đây là không nặng tay mà anh nói à? Đột nhiên cô ta nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng thúc giục, Dương Thanh, anh mau đi đi, nếu không thì không kịp nữa đâu. Mặc dù vừa đi làm được mấy ngày, nhưng cô ta cũng ý thức được một số việc, nhà hàng Bắc Viên Xuân này còn có giang hồ bảo kê. Dương Thanh đánh gã quản lý nhà hàng. Mấy tên giang hồ kia nhất định sẽ không để yên. Nhưng khi Hạ Hà nói ra câu này cũng đã muộn rồi. Đánh người rồi đòi đi à? Đi nổi không? Một giọng nói giễu cợt đột nhiên vang lên. Người ta thấy 7, 8 người đàn ông vạm vỡ lao ra từ phòng bao bên cạnh, ngay lập tức vây lấy Dương Thanh. Sắc mặt Hạ Hà tái nhợt, trong lòng kinh hãi, lo lắng đến mức chảy nước mắt, đôi tay nhỏ bé vô thức nắm chặt lấy góc áo của Dương Thanh. Không ngờ đến Đại Miêu cũng ra mặt luôn rồi. Đại Miêu là ai vậy? Ghê gớm lắm à. Ngay cả Đại Miêu mà cậu cũng không biết à. Cả sản nghiệp của nhà Hạ Tô, gia tộc giàu nhất Giang Hải, đều do một tay Đại Miêu trông nom đấy. Cậu nói xem có ghê gớm không? Khiếp, thế chẳng phải anh chàng này sắp toi rồi sao? Toi là cái chắc rồi, một thanh niên mới ra đời có thể đắc tội được với người như thế sao? Những vị khách xung quanh ai nấy đều toát mồ hôi hột thay cho Dương Thanh,
họ lo lắng nhìn người đàn ông trung niên đô con đứng ở giữa. Anh Miêu, anh phải làm chủ cho em. Gã quản lý nhà hàng mặt bê bết máu, lè nhè nói. Đối với tình trạng thương tích của gã quản lý, Đại Miêu không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, mà chỉ híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Hà đang đứng bên cạnh Dương Thanh. Đôi mắt vốn đã không to gì rồi, nên khi gã híp lại, hai mắt chỉ còn là hai đường thẳng. Hạ Hà cũng nhận ra rằng Đại Miêu đang nhìn chằm chằm vào mình, toàn thân run lên vì sợ hãi, vô thức nấp sau Dương Thanh. Dám đánh người của tao trên địa bàn của Đại Miêu tao, phải nói rằng mày can đảm lắm đấy nhóc. Đại Miêu cười híp mắt, ai không biết còn tưởng nụ cười của gã là nụ cười thánh thiện nữa đấy. Dương Thanh lạnh lùng nói, nếu con chó của ông không sủa bậy thì sao tôi phải ra tay? Mẹ kiếp, thằng nhóc này điên rồi chắc. Dám mắng người của Đại Miêu là chó trước mặt ông ta. Như này là đang tìm cái chết rồi còn gì. Đáng nhẽ anh ta vẫn còn con đường sống đấy, nhưng giờ chỉ còn đường chết thôi. Nghe Dương Thanh nói vậy, mọi người ai nấy đều kinh hãi không thôi. Vẻ mặt của Đại Miêu vẫn như cũ, vẫn là nụ cười đó. Ngay khi mọi người nghĩ rằng gã sẽ tức giận thì gã lại đột nhiên bật cười. Này nhóc, mày cũng kiêu ngạo quá đấy. Thật sự không biết chữ chết viết như thế nào à? Đại Miêu bật cười nói, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ dữ tợn. Anh Miêu, anh đã thấy chưa? Đến anh mà nó còn không coi ra gì mà, loại người này nên đem đi làm mồi cho cá. Trên mặt gã quản lý lộ ra nụ cười điên cuồng. Vốn dĩ ông ta lo là Đại Miêu sẽ bỏ qua cho Dương Thanh, nhưng không ngờ rằng đến cả Đại Miêu mà Dương Thanh cũng không coi ra gì. Dựa vào sự hiểu biết của ông ta về Đại Miêu thì Dương Thanh chỉ có một con đường chết mà thôi. Ngụy Minh Nguyệt ở bên cạnh, ánh mắt lộ ra ý cười đắc ý. Cô ta hiểu rất rõ Đại Miêu, biết gã cực kỳ háo sắc, cũng biết vừa hay hôm nay gã cũng có mặt ở đây. Nếu Dương Thanh đã muốn ra mặt giúp Hạ Hà, vậy thì chỉ cần dụ Đại Miêu ra, chắc chắn gã sẽ thèm Hạ Hà nhỏ cả dãi, cứ như vậy Dương Thanh đắc tội Đại Miêu là cái chắc. Còn tên đàn ông ngồi đối diện cô ta, cậu ta sớm đã bị dọa tè ra quần rồi. Bạn trai của cô ta vốn không phải là cậu chủ nhà giàu gì, mà chỉ là một cậu sinh viên trường đại học thể thao được cô ta bao nuôi mà thôi, chỉ đơn giản là cậu ta rất đẹp trai và hợp khẩu vị của cô ta. Một cậu sinh viên còn chưa bước chân ra khỏi cổng trường đại học, nào đã được chứng kiến cảnh tượng như vậy bao giờ? Này nhóc, mày vẫn còn rất trẻ, con đường phía trước còn dài, nể mặt bạn gái mày, tao sẽ để mày đi. Đại Miêu không hề giấu giếm mục đích của mình, híp mắt nói. Vậy cảm ơn ông nhiều nhé. Dương Thanh cố ý không hiểu ý tứ trong câu nói của Đại Miêu, anh nắm tay Hạ Hà nói, đi thôi. Hạ Hà đã bị dọa cho ngây người rồi, lúc này cô ta để mặc Dương Thanh dắt mình đi. Tuy nhiên, họ vừa đi được mấy bước thì đột nhiên nghe thấy tiếng quát phía sau, đứng lại cho tao. Là Đại Miêu, lúc này, cuối cùng sắc mặt gã cũng có chút biến đổi. Biểu cảm của gã rõ ràng rất là không vui. Còn có chuyện gì à? Dương Thanh nhẹ giọng hỏi. Nhóc, mày thật sự không hiểu. Hay giả vờ không hiểu. Tao bảo mày đi, chứ không phải bảo mày dắt cô gái này đi. Nếu không phải vì mày có cô bạn gái xinh đẹp như thế này thì tao có thể thả mày đi yên ổn như vậy sao? Đại Miêu cười mỉa mai nói, rồi híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Hà. Người đẹp, theo anh thấy em rất yêu bạn trai của mình nhỉ? Chắc em không muốn nhìn thấy cậu ta bị thương đâu, đúng không? Chỉ cần em ở cùng anh một đêm, anh lập tức thả cậu ta đi, thế nào? Hạ Hà vô cùng phẫn nộ, vô liêm sỉ. Ha ha, cảm ơn lời khen của em, Đại Miêu không biết xấu hổ cười lớn. Đại Miêu phải không, tôi khuyên ông nên ngậm cái mồm thối của mình lại. Nếu không, ông sẽ không biết mình chết như thế nào đâu. Cuối cùng Dương Thanh cũng muốn giết người rồi. Một tên giang hồ dám chiếm đoạt con gái nhà lành ở nơi công cộng. Với anh, đây là tội chết. Rõ ràng, Đại Miêu đã không ít lần làm những việc tương tự, không ai biết gã đã hãm hại bao nhiêu cô gái rồi. Loại cặn bã này cho dù có chết đi sống lại cả trăm lần cũng không đủ để rửa sạch tội lỗi. Thằng nhóc, mày chán sống rồi. Gã quản lý lập tức quát lớn. Đôi mắt nhỏ của Đại Miêu ngập tràn ý muốn giết người. Trong giang hồ, người ta còn gọi gã là hổ mặt cười, bởi vì hắn cười mọi lúc mọi nơi. Ấy thế mà lúc này, trên mặt gã hiện lên một chút tức giận, có thể tưởng tượng được Đại Miêu đã tức giận như thế nào. Yên tâm, tao sẽ không để mày chết đâu, tao chỉ nghiền nát tứ chi của mày,
khiến mày sống không được mà chết cũng không xong thôi. Sau đó tao sẽ chơi con đàn bà của mày trước mặt mày. Tao muốn xem, lúc đó mày còn có thể cứng mồm như bây giờ nữa không? Vẻ mặt vô cùng dữ tợn, cũng có chút hưng phấn, dường như gã chỉ ước là có thể thực hiện ngay chuyện mình vừa nói. Vẻ mặt của những gã to con vạm vỡ phía sau đại miêu đầy giễu cợt, nhìn Dương Thanh như nhìn một kẻ vô dụng trói gà không chặt. Về nhà mà ngủ với mẹ ông kia kìa. Dương Thanh đột nhiên tức giận. Mặc dù Hạ Hà không phải là người phụ nữ của anh, nhưng cô ta là một người bạn rất quan trọng với anh. Bây giờ bị đại miêu sỉ nhục như vậy, anh thấy đại miêu không còn lý do gì để tồn tại trên đời này nữa rồi. Hỗn láo! Bị Dương Thanh mắng, đại miêu hoàn toàn nổi giận, lập tức đứng dậy, giống lên, đánh thằng nhóc này đến tàn phế cho tao, tao muốn nó sống không bằng chết. 7-8 gã đàn ông lực lưỡng lập tức lao về phía Dương Thanh. Ngụy Minh Nguyệt bên cạnh Hit Dreamer nãy giờ, hai mắt sáng rỡ đầy mong chờ. Nhìn Dương Thanh bị tra tấn là thú vui của cô ta. Dừng tay lại cho tôi. Đúng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng quát tức giận đột nhiên vang lên. Tự tát mình dừng tay lại. Đại Miêu thấy Tô Thành Vũ xuất hiện lập tức hoảng hốt hô lên. Ông chủ Tô, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi tới đây vậy? Đại Miêu vội vàng chạy tới, sợ toát mồ hôi. Tô Thành Vũ từng nhắc nhở gã phải làm việc khiêm tốn. Vừa nãy gã lại cho người đánh Dương Thanh trước đám đông. Lúc này gã cảm thấy quá may mắn vì chưa kịp ra tay, nếu bị Tô Thành Vũ bắt quả tang, gã sẽ xong đời. Tô Thành Vũ không thèm nhìn gã, bước vội tới chỗ Dương Thanh, cô gái trẻ tuổi bên cạnh ông ta chính là Tô San. Cậu Thanh, để cậu đợi lâu rồi. Tô Thành Vũ đến trước mặt Dương Thanh, cúi đầu cung kính nói. Uỳnh! Toàn bộ nhà hàng Bắc Phiên Xuân chìm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn trừng mắt. Đại Miêu còn đang thấy may mắn vì mình chưa ra tay, nào ngờ Tô Thành Vũ lại chủ động chạy tới chào hỏi Dương Thanh. Từng giọt mồ hôi chảy từ đỉnh đầu gã xuống, toàn thân ướt sũng. Một chàng trai trẻ có thể khiến người giàu nhất Giang Hải phải cúi đầu đâu phải người gã có thể đắc tội sao? Dương Thanh, lâu rồi không gặp. Tô San mỉm cười rạng rỡ. Kỳ thực mới một tuần trước, hai người đã gặp nhau ở Châu Thành. Tô San trông thấy Hạ Hà, trong mắt hiện ra sự kinh ngạc. Bộ đồng phục nhân viên đơn giản không thể làm lu mờ gương mặt xinh đẹp và dáng người hoàn mỹ của cô ta. Hiện giờ cô ta đang hoảng sợ nắm chặt góc áo Dương Thanh. Dương Thanh bình tĩnh nhìn Đại Miêu đã bị dọa sợ mất hồn, vừa rồi ông nói muốn đánh gãy chân tay tôi. Còn muốn khiến tôi sống không bằng chết. Dứt lời, anh cất bước đi về phía gã. Còn nói muốn cưỡng hiếp bạn tôi ngay trước mặt tôi. Muốn khiến tôi sống không được mà chết cũng không xong. Còn muốn xem đến lúc ấy tôi còn cứng miệng được nữa không. Mỗi một bước đi, Dương Thanh lại chất vấn Đại Miêu một câu. Sau khi anh hỏi xong, khoảng cách giữa hai người chỉ còn 1 mét. Chết tiệt! Tô Thành Vũ giận dữ quát, Đại Miêu, cậu to gan thật đấy, dám đắc tội với cả khách quý của tôi. Tô Thành Vũ thực sự đang nổi giận, không phải giả vờ. Ngày đầu tiên Dương Thanh trở về Giang Hải, quản gia Hàn Thiên Thành của gia tộc Vũ Văn đã dặn dù ông ta phải đi theo anh. Nhưng Dương Thanh vẫn không chịu chào đón ông ta. Khó khăn lắm mới nhờ được Tô San mời Dương Thanh tới đây ăn cơm, thằng đàn em ngu ngốc của ông ta lại chọc giận anh. Ông ta bỏ ra bao nhiêu công sức mới lấy được một chút thiện cảm của Dương Thanh, lẽ nào mọi thứ sẽ bị hủy hoại trong tích tắc thế này sao? Bịch! Đại Miêu là đại ca xã hội đen nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con chó của Tô Thành Vũ, nào dám trái lời ông ta. Thế mà gã lại đắc tội với người có địa vị cao hơn cả Tô Thành Vũ. Ông chủ Tô, em biết sai rồi. Xin anh cho em thêm một cơ hội, em nhất định sẽ không khiến anh thất vọng. Sau này em sẽ ngoan ngoãn làm con chó của anh, không dám coi thường người khác nữa. Đại Miêu hoảng sợ vừa cầu xin vừa dập đầu xuống đất. Chẳng mấy chốc. Trên trán gã đã máu me be bét. Thấy vậy, khách khứa vây xem đều sợ ngây người. Vừa rồi Đại Miêu kiêu căng hống hách, bây giờ lại quỳ xuống dưới chân người khác cầu xin tha thứ, còn tự nhận mình là chó. Sắc mặt của Ngụy Minh Nguyệt cực kỳ khó coi. Cô ta biết Dương Thanh quen Tô San nhưng không ngờ Tô Thành Vũ cũng cung kính với anh như vậy. Anh ta thực sự chỉ là một thằng con rể vô dụng bị một gia tộc nho nhỏ đuổi đi thôi sao? Người đâu? Đánh gãy tay chân Đại Miêu rồi ném ra ngoài cổng nhà hàng cho tôi. Không được cho hắn rời khỏi nửa bước,
Tô Thành Vũ tàn nhẫn cắn răng nói, nếu có khách hàng nào tốt bụng bố thí cho hắn ta một miếng cơm thì cho cậu ta ăn. Không thì cứ để hắn ta chết đói đi. Tô Thành Vũ là chủ gia tộc giàu nhất Giang Hải, sao có thể là người nhân từ được. Nghe vậy, mấy tên đàn em cao to của Đại Miêu nhao nhao chạy tới chỗ gã. Cộp, cộp, cộp. Đại Miêu hoảng hốt đập mạnh đầu xuống đất, vừa đập vừa gào lên, ông chủ Tô, em biết sai rồi, em không dám nữa đâu. Xin anh tha mạng, làm đi. Tô Thành Vũ không chút do dự quát lớn. Á! Ngay sau đó, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Mọi người thấy cảnh tượng này đều sợ hết hồn. Vừa nãy Đại Miêu lớn giọng tuyên bố muốn đánh gãy tay chân Dương Thanh, bây giờ người bị đánh lại là gã. Đây chính là tự làm tự chịu, ác giả ác báo. Cậu Thanh, tôi làm vậy có được không? Tô Thành Vũ không yên lòng, cẩn thận dò hỏi. Dương Thanh chỉ khẽ gật đầu, không chịu lên tiếng. Đôi mắt sắc bén của anh chợt lướt qua Ngụy Minh Nguyệt. Đột nhiên bị anh liếc nhìn, cô ta cảm thấy chột dạ. Ăn xong chưa? Ăn xong thì mau rời khỏi đây, nhanh lên. Ngụy Minh Nguyệt không dám đối mặt với Dương Thanh, kéo tên trai bao định bỏ đi. Cô Nguyệt, không phải vừa nãy cô quát tháo đòi bạn tôi bồi thường quần áo cho cô sao? Vẫn chưa bồi thường mà, sao cô đi sớm vậy? Dương Thanh châm chọc hỏi. Kẻ cầm đầu gây ra hết thảy là Ngụy Minh Nguyệt, đương nhiên anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Nghe thấy giọng nói của Dương Thanh vang lên, Ngụy Minh Nguyệt run lẩy bẩy, cố giữ bình tĩnh đáp, chỉ là một bộ quần áo hơn 100.000 thôi, bẩn rồi thì vứt đi là được. Tôi cũng không thiếu ít tiền ấy, nhưng mà vừa nãy cô đâu có nói vậy, Dương Thanh cười lạnh nói. Dương Thanh, anh đừng có quá đáng. Ngụy Minh Nguyệt bị anh lớn tiếng chất vấn trước mặt mọi người, lập tức thẹn quá hóa giận, anh đừng quên tôi là cô chủ nhà họ Ngụy. Nếu anh dám làm gì tôi, nhà họ Ngụy sẽ không tha cho anh đâu. Hừ. Tô Thành Vũ bước tới lạnh lùng nói, một đứa con gái nhà họ Ngụy cũng dám phách lối trước mặt tôi sao? Kể cả ông nội cô ở đây, ông ta cũng không dám nói với cậu Thanh như vậy đâu. Ngụy Minh Nguyệt ngậm chặt miệng không dám nói tiếp. Tô Thành Vũ có địa vị ngang bằng với ông nội cô ta, là người nắm giữ nền kinh tế của cả Giang Hải, không phải người nhà họ Ngụy có thể tùy tiện chọc giận. Hạ hà, dấu tay trên mặt cô là của cô ta phải không? Dương Thanh quay sang hỏi Hạ Hà. Khi mới nhìn thấy Hạ Hà, anh đã phát hiện trên mặt cô ta có dấu tay đỏ ửng. Tuy bây giờ không còn nữa nhưng chuyện cô ta bị tát vẫn là sự thật. Hạ Hà vội lắc đầu, không ai đánh tôi cả. Rõ ràng cô ta không muốn làm lớn chuyện vì đối phương là người nhà họ Ngụy. Vẻ mặt của Ngụy Minh Nguyệt trở nên bối rối. Cô lấy tay nào đánh cô ấy thì dùng tay đó tự tát mình 10 cái đi. Nếu cô tự tát không ra hồn thì để tôi ra tay. Trong đôi mắt đen nhánh của Dương Thanh tràn đầy tức giận. Nói xong, anh đập tay xuống bàn. Rầm. Chiếc bàn ăn bằng gỗ vô cùng cứng rắn bên cạnh anh lập tức vỡ nát. Ân nhân cứu mạng. Lúc này Dương Thanh vô cùng bá đạo. Một cái đập tay khiến mọi người sợ tới ngây dại. Ngụy Minh Nguyệt ở gần Dương Thanh nhất lại càng sợ hãi, vô thức trốn sau lưng tên trai bao. Anh trai à, cô ta đắc tội anh chứ không phải tôi đâu. Tên trai bao toàn thân cơ bắp giống như chuột thấy mèo, run rẩy hét lên. Không phải cậu ta nhát gan, mà là Dương Thanh quá khủng bố, vỗ một cái đã đập nát bàn gỗ. Cho dù cậu ta học võ ở trường thể thao cũng không làm nổi. Con đàn bà chết tiệt này, mau cút ra cho tôi. Tên trai bao đẩy Ngụy Minh Nguyệt đang trốn sau lưng mình lên trước rồi bỏ chạy. Mọi người đổ dồn ánh mắt lên người cô ta. Mấy chục khách hàng vây xem nhưng không ai đồng tình với Ngụy Minh Nguyệt. Bọn họ đều nhìn thấy cô ta đã hạch sách Hạ Hà như thế nào. Bây giờ bị Dương Thanh chỉnh đốn cũng là đáng đời. Không ngờ cô Nguyệt không sợ trời không sợ đất cũng có lúc sợ hãi như vậy. Tô San khoanh tay cười híp mắt nhìn Ngụy Minh Nguyệt, châm chọc nói. Ai nói tôi sợ? Ngụy Minh Nguyệt thẹn quá hóa giận, bị nhiều người vây xem còn bị Dương Thanh ép tự vả, quá nhục nhã. Không sợ sao cô không đi, Tô San giễu cợt hỏi. Ngụy Minh Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Tô San rồi lại nhìn Dương Thanh. Anh vẫn bình tĩnh đứng đó, sắc mặt lạnh lùng. Hạ Hà bên cạnh lo lắng Dương Thanh sẽ vì mình mà đắc tội nhà họ Ngụy. Ngụy Minh Nguyệt biết hiện giờ chỉ Hạ Hà mới cứu nổi mình. Cô ta bèn nói với Hạ Hà, xin lỗi cô, vừa rồi là tôi không đúng. Tôi không nên chỉ vì cô làm đổ một chút nước canh mà đòi cô bồi thường.
Lời xin lỗi cực kỳ cứng nhắc, rõ ràng không hề thành tâm. Hạ Hà vội vàng lắc đầu, nói với Dương Thanh, hay là bỏ đi được không? Tôi không sao cả, nếu cô sợ tôi sẽ vì cô đắc tội nhà họ Ngụy thì đừng lo. Chỉ là một gia tộc nho nhỏ không đáng nhắc tới mà thôi. Hạ Hà muốn bỏ qua cho êm chuyện, anh lại không chịu, lắc đầu nói, đây không phải lần đầu tiên cô ta gây sự với tôi, nhất định phải bị trừng phạt. Tô Thành Vũ cũng nhìn ra được sự lo lắng của Hạ Hà, lên tiếng khuyên nhủ, cậu Thanh nói đúng đấy, với cậu ấy nhà họ Ngụy không đáng phải sợ. Nếu bọn họ thực sự dám truy cứu, nhà họ Tô chúng tôi sẽ đứng ra đỡ cho cậu ấy. Hạ Hà chỉ biết Dương Thanh rất giàu có, không ngờ người có địa vị cao như Tô Thành Vũ cũng phải cung kính nghe theo anh. Ngụy Minh Nguyệt có dự cảm chẳng lành, nếu chỉ có một mình Dương Thanh, cô ta chỉ e ngại anh giỏi võ. Nhưng bây giờ Tô Thành Vũ nghe lời Dương Thanh như vậy, thậm chí còn tự nguyện trở mặt với nhà họ Ngụy vì anh. Rốt cuộc Dương Thanh là ai? Lúc này Ngụy Minh Nguyệt vô cùng sợ hãi. Không chỉ cô ta, khách hàng xung quanh cũng sững sờ từ lúc thấy Tô Thành Vũ xuất hiện. Ông ta lại nói trước mặt mọi người rằng, nhà họ Ngụy không đáng để Dương Thanh phải e sợ. Tất cả đều tò mò muốn biết chàng trai trẻ kia là ai. Không ngờ cậu ta lợi hại như vậy. Đến cả người giàu nhất Giang Hải cũng phải hết mực cung kính. Đúng vậy, vừa rồi chúng ta còn lo thay cho cậu ta, nào ngờ người ta có chỗ dựa vững chãi từ trước rồi. Bây giờ thì hay rồi, cô ả ngang ngược kia không phách lối nổi nữa. Đám người bàn tán ầm ĩ, những lời nói chế giễu kia truyền tới tai Ngụy Minh Nguyệt, khiến cô ta nổi giận đùng đùng. Thời gian của tôi có hạn, một phút nữa cô không tự vả, đừng trách tôi không khách sáo. Dương Thanh bỗng nhiên lên tiếng. Anh đừng hiếp người quá đáng. Tôi đã xin lỗi bạn anh rồi, anh còn muốn gì nữa? Ngụy Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, cắn răng nói. Cô ta là cô chủ nhà họ Ngụy địa vị cao quý, tới đâu cũng được mọi người chú ý, ai dám đắc tội cô ta. Thế nhưng mỗi khi gặp phải Dương Thanh, lòng tự tôn của cô ta đều bị anh dẫm đạp dưới chân. Còn 30 giây. Dương Thanh liếc mắt nhìn đồng đồ, lạnh lùng nói. Không cho cô ta cơ hội thương lượng. Từng giây từng phút trôi qua như đang giày vò Ngụy Minh Nguyệt. Bây giờ cô ta tự vả trước mặt nhiều người như vậy, lỡ bị truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa. Nhưng nếu cô ta không tự làm, Dương Thanh sẽ ra tay. 10 giây. Khi Ngụy Minh Nguyệt đang đấu tranh tâm lý kịch liệt, Dương Thanh tiếp tục nhắc nhở. Thấy 10 giây cuối cùng sắp hết, Ngụy Minh Nguyệt không thể chịu nổi áp lực của Dương Thanh nữa. Bốp, bốp. Chấm. Trước sự chứng kiến của mấy chục người, Ngụy Minh Nguyệt tự tát thật mạnh lên mặt mình. Tiếng vả chan chát chói tai vang lên, kiêu ngạo và tôn nghiêm của cô ta cũng mất sạch. Sau 10 cái tát liên tiếp, cả khuôn mặt của cô ta sưng vù, đỏ như đít khỉ. Bây giờ tôi đã đi được chưa? Ngụy Minh Nguyệt hung dữ hét lên, bật khóc nức nở. Cút. Dương Thanh lạnh lùng quát. Ngụy Minh Nguyệt cảm thấy quá mất mặt, cắm đầu chạy mất. Dương Thanh chợt nhìn sang gã quản lý nhà hàng. Nếu Ngụy Minh Nguyệt là kẻ cầm đầu, quản lý nhà hàng chính là đồng phạm. Ông ta đã bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ mất mật. Thấy anh nhìn mình, chưa cần Tô Thành Vũ mở miệng ông ta đã quỳ sụp xuống. Cậu Thanh, tôi ngu ngốc coi thường người khác. Tôi không nên đắc tội với cậu, xin cậu tha cho tôi một con đường sống. Gã quản lý nhà hàng vội vàng cầu khẩn. Lúc mới tới Tô Thành Vũ chỉ thấy Đại Miêu dẫn người bao vây Dương Thanh, không hề biết quản lý nhà hàng cũng đắc tội anh. Người đâu, đánh ông ta một trận như tử rồi ném ra ngoài cho tôi, Tô Thành Vũ giận dữ giống lên. Tuy Đại Miêu làm bảo kê cho nhà họ Tô nhưng chỉ là quan hệ hợp tác. Ông ta không có khả năng khống chế gã tuyệt đối. Nhưng quản lý nhà hàng là người được nhà họ Tô tuyển chọn, đắc tội Dương Thanh là tội không thể tha thứ. Cậu Thanh, cô gái này là bạn cậu sao? Sau khi quản lý nhà hàng bị lôi đi, Tô Thành Vũ cười híp mắt nhìn Hạ Hà, chủ động hỏi Dương Thanh. Dương Thanh khẽ gật đầu, cô ấy tên là Hạ Hà, người đã cứu mạng con gái tôi. Nghe vậy, Tô Thành Vũ không khỏi kinh hãi. Ông ta vốn tưởng anh giúp Hạ Hà vì thấy cô ta xinh đẹp, không ngờ cô ta lại là ân nhân cứu mạng của con gái anh. Thì ra là ân nhân cứu mạng của Tiêu Tiêu, tôi đã sơ suất rồi. Tô Thành Vũ lập tức dặn dò nhân viên. Từ nay về sau, cô Hà chính là tổng giám đốc của nhà hàng Bắc Viên Xuân. Ai dám coi thường cô ấy cũng chính là coi thường tôi.
Tuy Hạ Hà chỉ giúp Tiêu Tiêu tránh khỏi một chút tổn thương nhưng đối với Dương Thanh, đây chính là ơn cứu mạng. Anh giới thiệu cô ta với Tô Thành Vũ là muốn Tô Thành Vũ nâng đỡ cô ta. Nhờ vậy, sau này Hạ Hà sẽ không phải khổ sở kiếm tiền nữa. Bị chặn đường. Trong phòng Chí Tôn trên tầng cao nhất của nhà hàng Bắc Viên Xuân. Dương Thanh ngồi chính giữa, hai bố con Tô Thành Vũ và Tô San ngồi ở hai bên. Trên bàn bày ra rất nhiều món ăn mới lạ, còn có mấy chai rượu vang Lafite ủ lâu năm. Tô Thành Vũ tự rót hai ly cho mình và Dương Thanh, đứng dậy nói, cậu Thanh, hôm nay tôi mời cậu tới để cảm ơn cậu. Lúc San San bị ám sát ở cổng nhà họ Tô, may có cậu cứu giúp. Tuần trước con bé lại được cậu cứu khi bị ám sát trên đường tới Châu Thành. Sau đó, nhờ cậu nói ra chúng tôi mới biết người muốn giết San San là nhà họ Viên. Tô San cũng nâng ly cảm kích nói, cảm ơn anh. Dương Thanh đồng ý tới đây vì muốn lôi kéo nhà họ Tô, bây giờ Hạ Hà cũng trở thành tổng giám đốc nhà hàng Bắc Viên Xuân, đương nhiên anh phải giữ thể diện cho Tô Thành Vũ. Ông chủ Tô khách sáo rồi. Anh cũng nâng ly lên nói, Tô San là bạn thân của vợ tôi. Thấy cô ấy gặp nguy hiểm tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tô Thành Vũ vốn đã chuẩn bị tinh thần bị Dương Thanh ngó lơ, không ngờ anh lại nể mặt ông ta như vậy. Ha ha, vậy tôi không khách sáo nữa. Cậu Thanh, tôi và San San kính cậu một ly. Chúng tôi cạn đây, cậu cứ uống tùy ý là được. Tô Thành Vũ cười lớn, uống cạn ly rượu vang đỏ. Tô San lại cảm thấy hơi thất vọng vì anh cứu cô ta không phải vì cô ta là Tô San, mà là vì cô ta là bạn thân của Tần Thanh Tâm. Từ lần được Dương Thanh cứu ở cổng nhà họ Tô, cô ta đã yêu thầm anh. Dương Thanh là chồng của bạn thân, cô ta chỉ có thể giấu tình cảm của mình đi. Nhưng càng ngày cô ta càng phát hiện bản thân không khống chế nổi tình cảm dành cho anh, càng kìm nén lại càng thêm mãnh liệt. Đến khi lại được anh cứu trên đường tới Châu Thành, cô ta mới ý thức được mình đã yêu một người đàn ông không thuộc về mình tới mức hết thuốc chữa. Nghĩ tới đây, Tô San càng thất vọng, nhắm mắt uống cạn ly rượu trong tay. Bữa ăn này, mỗi người đều có tâm sự riêng. Tô Thành Vũ chỉ mong lấy lòng Dương Thanh, Tô San yêu phải chồng của bản thân, Hạ Hà mang lòng biết ơn và Dương Thanh muốn lôi kéo quan hệ với nhà họ Tô. Cậu Thanh, người nhà họ Ngụy không dễ đối phó. Hôm nay cậu sỉ nhục cô nhóc kia trước mặt mọi người, bọn họ không dễ dàng tha cho cậu đâu. Tô Thành Vũ bỗng lên tiếng nhắc nhở, nhưng cậu yên tâm, nếu nhà họ Ngụy dám giở trò gì sau lưng cậu, nhà họ Tô sẵn sàng liều mạng ngăn cản. Dương Thanh khinh bỉ cười một tiếng, tôi còn sợ họ không dám động đến tôi đây. Anh vẫn luôn ghi thù nhà họ Ngụy, bọn họ đã bị anh cho vào sổ đen sau khi biết họ buôn bán phụ nữ để làm giàu. Nếu không phải lo sẽ đánh rắn động cỏ, anh đã ra tay xử lý nhà họ Ngụy từ lâu rồi. Tô Thành Vũ cũng hiểu, nhà họ Ngụy dám chọc giận Dương Thanh sẽ chỉ có một con đường chết. Nhưng nghĩ tới thế lực thần bí đứng sau nhà họ Ngụy, ông ta vẫn tốt bụng nhắc nhở cậu Thanh không nên xem thường nhà họ Ngụy. Tuy bốn nhà Tô, Quan, Trang, Ngụy đều được coi là các gia tộc đứng đầu Giang Hải nhưng nhà họ Ngụy là gia tộc bí ẩn nhất. Chỉ e thực lực thật sự của bọn họ còn mạnh hơn cả ba gia tộc còn lại. Ồ, Dương Thanh hơi kinh ngạc. Chợt nhớ ra mạng lưới vận chuyển phụ nữ tới các thế lực lớn trong tỉnh Giang Bình. Ý của ông là nhà họ Ngụy còn có chỗ dựa to lớn khác sao? Dương Thanh hỏi. Tô Thành Vũ gật đầu, trầm giọng đáp, tôi nói thực lực thật sự của nhà họ Ngụy có thể vượt qua cả ba gia tộc còn lại là vì chỗ dựa của bọn họ quá thần bí, bao nhiêu năm qua vẫn chưa bị phát hiện. Nhà họ Trang đi lại với nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ, nhà họ Quan tự dựa vào chính mình vươn lên trở thành một trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải. Còn nhà họ Tô chúng tôi cũng nhờ quản gia Hàn Thiên Thành của gia tộc Vũ Văn giúp đỡ mới được như ngày hôm nay. Chỉ có nhà họ Ngụy cực kỳ bí ẩn, không ai biết chỗ dựa phía sau là ai. Bọn họ có rất nhiều sản nghiệp, tính sơ qua tài sản cố định của họ cũng lớn hơn nhà họ Tô. Thực ra gia tộc giàu nhất Giang Hải phải là nhà họ Ngụy. Không biết tại sao số tài sản công khai của bọn họ lại ít nhất trong bốn gia tộc. Nghe vậy, Dương Thanh cau mày, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Không phải vì bị nhà họ Ngụy dọa sợ, mà là anh nghi ngờ chỗ dựa của nhà họ Ngụy có địa vị vô cùng lớn. Thậm chí anh còn suy đoán chỗ dựa kia chính là thế lực vận chuyển phụ nữ cho nhà họ Ngụy. Nếu quả thực là thế thì phần lớn lợi nhuận của nhà họ Ngụy đều phải nộp cho thế lực đó. Vậy thì có thể giải thích được lý do tài sản của họ đứng hạng chót trong bốn nhà.
Hơn nữa, thế lực này không chỉ vận chuyển phụ nữ cho riêng nhà họ Ngụy mà còn có sự tham gia của các gia tộc khác trong tỉnh Giang Bình. Có khả năng các thành phố khác cũng có nơi mua bán phụ nữ. Rốt cuộc toàn bộ Chiêu Châu có bao nhiêu gia tộc giống nhà họ Ngụy? Mỗi gia tộc đều nộp lại hơn nửa lợi nhuận cho thế lực đứng sau kia, cộng lại tất cả sẽ cao tới mức nào? Các gia tộc của tỉnh Lỵ cũng không thể sở hữu thế lực lớn mạnh như thế này được, chỉ có thể là 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Nếu thực sự như vậy thì rất khó giải quyết. Cậu Thanh, Tô Thành Vũ thấy Dương Thanh ngây người, dè dặt lên tiếng dò hỏi. Lúc này Dương Thanh mới giật mình tỉnh táo lại, không có một tin tức gì liên quan tới thế lực phía sau nhà họ Ngụy sao? Tô Thành Vũ cười khổ lắc đầu, thực sự không có. Dương Thanh gật đầu nghĩ, đến cả nhà họ Tô cũng không tra ra được chứng tỏ năng lực bảo mật thông tin của đối phương cực kỳ mạnh. Thời gian không còn sớm, hôm nay đến đây thôi. Dương Thanh nhìn đồng hồ, 9 giờ hơn rồi, Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu còn đang chờ anh ở nhà, bèn đứng dậy rời đi trước. Được, tôi không làm phiền cậu nữa. Nếu sau này cậu cần tôi giúp gì cứ lên tiếng. Tô Thành Vũ cười đáp, vô cùng hài lòng với bữa cơm tối nay. Ông ta và Tô San tiễn Dương Thanh ra khỏi cổng nhà hàng, đợi anh đi rồi họ mới rời khỏi. Trên đường về, Tô Thành Vũ vui vẻ cười nói, San San, may mà lần này có con. Nếu không chẳng biết tới khi nào nhà họ Tô chúng ta mới có thể xây dựng quan hệ với cậu Thanh. Tô San không hăng hái lắm, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Trông con có vẻ không vui lắm, con biết cậu Thanh là ai không? Cậu ấy chính là, Tô Thành Vũ định nói ra thân phận của Dương Thanh lại nhớ ra mối thù giữa anh và gia tộc Vũ Văn, lập tức ngừng lại. San San, sau này con nhất định phải nghĩ cách làm thân với cậu Thanh nhiều vào. Hai mắt Tô Thành Vũ chợt lóe sáng, nếu có thể trở thành người phụ nữ của cậu Thanh thì càng tốt. Tương lai của nhà họ Tô chúng ta sẽ vô cùng rộng mở. Tô San chua chát lắc đầu, con hơi mệt, đến nhà gọi con. Dứt lời, cô ta dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Dương Thanh vừa đi vào khu biệt thự núi Cửu Thành, chuẩn bị đi qua con đường trực tiếp dẫn lên dinh thự Vân Phong thì phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người màu đen chặn lại giữa đường. Ai dám làm hại cô ấy? Dương Thanh cau mày đạp phanh, chiếc xe chậm rãi đỗ lại. Con đường này được xây riêng cho người sống trên dinh thự Vân Phong, hai bên đường có ánh đèn lờ mờ. Dương Thanh xuống xe nhìn gương mặt khá quen kia, lạnh lùng nói, thật sự cho rằng tôi không dám giết cô sao. Toàn thân anh tỏa ra sát khí mãnh liệt. Đây là con đường duy nhất dẫn lên dinh thự Vân Phong. Dám chặn đường anh ở đây đã vượt quá giới hạn cuối cùng của anh. Đây là lãnh địa của riêng anh, người đang sống trong biệt thự trên đỉnh núi là người thân quan trọng nhất của anh. Tôi không cần gì khác, trả lại đao cho tôi sẽ lập tức rời đi. Giọng nói phụ nữ vang lên. Cô ta là truyền nhân của bá đao. Lúc trước Trần Anh Tuấn đã thuê cô ta ám sát Dương Thanh ở Ngũ Hành Sơn. Dương Thanh nể tình cô ta là truyền nhân của anh hùng biên giới phía Bắc nên tha cho một mạng, chỉ cướp đi thanh đao của bá đao. Không ngờ cô ta lại tìm tới nhanh như vậy. Dương Thanh cười khẩy nói, cô nên biết bản thân không phải là đối thủ của tôi. Cô không sợ bị tôi giết sao? Truyền nhân của bá đao bình thản đáp, đối với tôi. Chết là sự giải thoát. Nhưng anh phải trả lại đao cho tôi. Nói xong, cô ta bước tới chỗ Dương Thanh, ánh mắt kiên định không hề sợ hãi. Dương Thanh thu lại sát khí, kinh ngạc nhìn cô ta. Cô ta chỉ được coi là ưa nhìn chứ không tới mức xinh đẹp khuynh thành, ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt lạnh lùng dọa người. Trả đao cho tôi. Khi cách Dương Thanh chừng 2 mét, cô ta chợt dừng bước nhìn chằm chằm anh. Nếu tôi không trả thì sao? Dương Thanh hỏi. Anh vừa dứt lời, truyền nhân của bá đao lập tức lao tới. Khoảng cách giữa hai người vốn rất gần, tốc độ của cô ta lại cực nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt đã đạp tới chỗ Dương Thanh. Bốp! Dương Thanh nhanh tay nắm lấy cổ chân đối phương, thả ra. Chân của cô ta vừa đá lên đã bị Dương Thanh nắm chặt, tư thế vô cùng xấu hổ, nổi giận quát lớn. Tôi nói rồi, cô chưa xứng với bá đao. Khi nào cô có đủ thực lực hắn tìm tới tôi? Nói xong, Dương Thanh dùng sức đẩy một cái, truyền nhân của bá đao lùi lại liên tiếp 7-8 bước mới đứng vững. Nhưng cô ta lại lập tức xông tới. Đôi mắt lạnh như băng không có cảm xúc, dường như chẳng hề quan tâm sống chết. Đối với cô ta, bá đao quan trọng hơn cả tính mạng.
Chính vì vậy nên Dương Thanh mới không giết cô ta. Bốp! Anh lại bắt được nắm đấm đang vung tới của đối phương, lạnh giọng nói cô không phải đối thủ của tôi. Tất cả đều chỉ phí công, rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu trả đao lại cho tôi. Sau khi Dương Thanh buông tay, truyền nhân của bá đao không đánh nữa, đỏ mắt hỏi. Cô ta đã bị thương từ trước, tay phải quấn băng gạc. Vừa rồi đánh nhau với Dương Thanh khiến miệng vết thương nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ vải trắng. Cô tên là gì? Dương Thanh lại hỏi. Hàn Sương, đối phương đáp. Bá đao thật sự quan trọng với cô tới vậy sao? Anh hỏi tiếp. Tính cách Hàn Sương lạnh lùng y như tên của cô ta, cắn răng nói, bá đao là thứ duy nhất ông nội để lại cho tôi. Dù có phải chết tôi cũng phải lấy lại nó. Ông nội cô là bá đao à? Dương Thanh kinh ngạc. Anh biết bá đao quan trọng với Hàn Sương nhưng không ngờ cô ta lại là cháu gái của bá đao. Hàn Sương gật đầu, không hề hỏi Dương Thanh tại sao biết bá đao, chỉ một lòng muốn đòi đao lại. Ông nội cô là anh hùng của biên giới phía Bắc, năm xưa ông ấy đã dùng thanh đao này giết vô số quân địch. Chỉ có ông ấy mới xứng với bá đao, Dương Thanh nghiêm túc nói. Ở biên giới phía Bắc có bia anh hùng, các chiến sĩ hy sinh ở đây đều sẽ được ghi chép lại. Dương Thanh không sống cùng thời đại với bá đao, chỉ từng thấy tên của ông ấy ở bia anh hùng nên mới biết được. Anh nói tiếp, bá đao, tên thật không rõ, giới tính nam, người Hán, hưởng thọ 53 tuổi, chiến sĩ lớn tuổi nhất của biên giới phía Bắc, được mệnh danh là đệ nhất đao của nơi này, từng 2 lần đạt được chiến công hạng nhất, 5 lần đạt được chiến công hạng 2, Dương Thanh nhớ rất kỹ tiểu sử về bá đao, trịnh trọng đọc lên một lượt. Tiền bối bá đao 53 tuổi vẫn vác cây đao này tung hoành trên chiến trường anh dũng giết địch. Cuối cùng hy sinh trên chiến trường, khi chết vẫn hiên ngang đứng vững. Còn cô là cháu gái ông ấy, lại dùng cây đao này để giết người. Cô xứng với ông nội mình không? Xứng đáng với chính mình không? Xứng dùng đao của anh hùng biên giới phía Bắc không? Dương Thanh kích động chất vấn, cuối cùng hét lên thật to. Rốt cuộc gương mặt lạnh lùng của Hàn Sương cũng biến đổi. Cô ta đỏ hoe hai mắt, vẻ mặt hổ thẹn mím chặt môi, cúi đầu không nói lời nào. Dương Thanh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Một lúc sau anh mới lên tiếng, có phải cô gặp khó khăn gì không? Nếu có nói với tôi sẽ giúp cô. Anh không tin con cháu của anh hùng hy sinh vì quốc gia lại là một kẻ giết người thuê. Hàn Sương hơi do dự, Dương Thanh lập tức nhìn ra được cô ta có nỗi khổ riêng. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn không chịu nói ra. Lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Đứng lại cho tôi. Dương Thanh gầm lên. Hàn Sương chợt dừng bước, không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói, anh nói đúng, tôi không xứng với đao của ông nội. Thế nên cô lựa chọn trốn tránh sao? Dương Thanh hỏi. Anh muốn nghĩ gì cũng được, hy vọng sau này anh sẽ đối xử tốt với bá đao, Hàn Sương thờ ơ nói. Dứt lời, cô ta quay lưng rời đi. Dương Thanh cảm thấy bất lực không biết phải làm thế nào. Cô gái này rất cá tính. Thoạt nhìn chỉ mới 24, 25 tuổi đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, không hổ là cháu gái của bá đao. Nhưng công kích của cô ta quá tàn nhẫn, chỉ muốn dồn kẻ địch vào chỗ chết. Sát thủ bình thường cũng không đấu lại được cô ta. Hàn Sương, chúng tôi tìm cô rất lâu rồi, cô còn muốn chạy đi đâu? Đúng lúc này, 4 người đàn ông mặc áo đen đột nhiên xuất hiện bao vây Hàn Sương. Thấy bọn họ, mặt Hàn Sương lập tức biến sắc. Các người đúng là dai như đỉa. Hàn Sương nghiến răng nghiến lợi nói. Cô về với chúng tôi, hội trưởng sẽ cho cô thêm một cơ hội. Nếu không cô sẽ chỉ còn đường chết, kẻ cầm đầu đám người lạnh giọng nói. Không bao giờ. Hàn Sương nói xong lập tức ra tay định thoát khỏi vòng vây. Nhưng đối phương có tận 4 người, thực lực mạnh mẽ, cô ta lại bị thương ở tay phải, sao có thể chạy nổi. Dầm. Kẻ cầm đầu vung nắm đấm ra, Hàn Sương bay thẳng ra ngoài. Cô không định theo chúng tôi về à? 4 người lại bao vây xung quanh Hàn Sương. Kẻ cầm đầu nói, hội trưởng bảo nếu cô không chịu trở về thì phải giết. Vậy thì giết tôi đi. Hàn Sương dứt khoát nhắm mắt lại, từ bỏ ý muốn sống sót. Nếu cô đã muốn chết thì đừng trách chúng tôi. Kẻ cầm đầu cắn răng quát lên, gã giơ chân đạp thẳng vào người Hàn Sương. Ai dám đánh cô ấy? Tôi sẽ lấy mạng kẻ đó. Chợt có một giọng nói ngập tràn sát khí vang lên. Ngay sau đó, Dương Thanh bước từng bước về phía đám người.
Anh tung hòn đá nhỏ trong tay lên rồi bắt được chuẩn xác. Quyết không tha. Hàn Sương nghe thấy Dương Thanh nói vậy, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Ánh mắt của bốn người áo đen kia nhìn Dương Thanh ngập tràn sát khí. Câu nói vừa rồi của anh quả thực rất ngông cuồng. Thằng nhóc, mày dám uy hiếp bọn tao sao? Kẻ cầm đầu lạnh lùng hỏi. Đám người còn lại khinh thường nhìn Dương Thanh, coi anh như người đã chết. Dương Thanh vừa đi vừa nói, thả cô ấy ra, tôi sẽ tha cho các người. Thằng danh con phách lối. Kẻ cầm đầu cười nhạo một tiếng, mặt mày dữ tợn, mày muốn cô ta sống, tao lại muốn giết cô ta đấy. Dứt lời, gã không chút do dự đạp thẳng vào đầu Hàn Sương, cô ta không hề sợ hãi, chỉ cảm thấy không cam lòng. Đến khi kề cận cái chết, cô ta mới nhận ra bản thân vẫn còn lưu luyến với thế giới này. Bốp! Đúng lúc ấy, hòn đá trong tay Dương Thanh bay ra như sao chổi giữa đêm đen, xé gió lao tới kẻ cầm đầu. Phốc! Tiếng va chạm trầm đục vang lên, hòn đá xuyên thủng đầu gối gã. Cơn đau dữ dội từ đầu gối lan ra toàn thân gã. Kẻ cầm đầu như bị rút cạn kiệt sức lực, ngã nhào xuống đất. Á! Ngay sau đó, tiếng gào thét đau đớn của gã vang vọng khắp màn đêm u tối. Ba tên còn lại bị dọa sợ ngây người. Bọn họ không dám tin nhìn Dương Thanh. Vừa rồi không ai nhìn thấy anh làm gì, chỉ khi phát hiện hòn đá trong tay anh đã biến mất, bọn họ mới giật mình hiểu ra. Hàn Sương trừng to mắt nhìn anh. Cô ta vốn tưởng mình sẽ phải chết, không hề ôm một chút hy vọng nào với việc Dương Thanh xuất hiện. Đến khi thấy kẻ cầm đầu ngã lăn ra đất, cô ta mới bàng hoàng nhận ra mình đã được cứu. Rốt cuộc mày là ai? Kẻ cầm đầu nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cơn đau thấu tim khiến mặt gã méo mó biến dạng, giọng nói cũng run rẩy, toàn thân thấm ướt mồ hôi. Gã cũng là một người đàn ông chân chính, đầu gối bị xuyên thủng một lỗ to nhưng chỉ kêu rên vài tiếng rồi thôi. Dương Thanh cau mày nghĩ, người bồi dưỡng ra đám sát thủ mạnh như vậy nhất định không đơn giản. Xem ra Hàn Sương đã rước phải phiền phức rất lớn. Nhưng cô ta là truyền nhân của anh hùng biên giới phía Bắc, dù đắc tội với ai anh cũng sẽ ra tay cứu giúp. Tôi là ai không liên quan đến các người, nhưng tôi đảm bảo nếu các người không chịu cút sẽ chỉ còn con đường chết, Dương Thanh lạnh lùng quát. Mày thật ngu ngốc khi động tới người của Hiệp hội Võ thuật. Cơn đau ở đầu gối khiến tên cầm đầu phải cắn răng nhả ra từng chữ. Hiệp hội Võ thuật. Dương Thanh nhíu mày. Đây không phải lần đầu tiên anh nghe thấy cái tên này. Sát thủ giết Trần Anh Tuấn ở Châu Thành chính là người của Hiệp hội Võ thuật. Không ngờ hôm nay anh lại gặp được người của hiệp hội này ở Giang Hải. Cô ta là kẻ phản bội hiệp hội võ thuật, chúng tao làm theo lệnh tới giết cô ta. Một tên áo đen khác kiêu căng nói, biết điều thì xéo đi. Hiệp hội võ thuật không phải thứ mày đắc tội nổi đâu. Xem ra các người vẫn không hiểu lời tôi nói. Dương Thanh lắc đầu, tôi cũng muốn xem thử xương cốt các người cứng tới mức nào. Mày chém gió được lắm. Tên kia cười lạnh vung tay, chúng ta cùng lên báo thù cho đại ca. Cẩn thận ám khí của hắn. Dương Thanh ném đá đánh người lại bị họ coi là ám khí. Nhưng cũng phải, bây giờ trời rất tối, chỉ có ánh đèn lờ mờ hai bên đường. Bọn họ không thấy Dương Thanh ra tay như thế nào cũng rất bình thường. Ba cao thủ của Hiệp hội Võ thuật đồng loạt lao vào Dương Thanh. Anh chẳng hề e sợ, nhàn nhã cất bước về phía trước. Hàn Sương lo lắng muốn giúp Dương Thanh nhưng cô ta vốn bị thương nặng, vừa nãy lại bị đánh hội đồng, vết thương lại càng nghiêm trọng, không còn sức chiến đấu. Anh mau đi đi. Hàn Sương bỗng hét lên. Tuy cô ta không biết Dương Thanh có quan hệ gì với ông nội nhưng giọng điệu của anh vô cùng kính trọng ông nội. Nếu vì mình mà khiến Dương Thanh chết, cô ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Nhưng cô ta vừa dứt lời liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho hóa đá. Dương Thanh chỉ hơi nhúc nhích, ba tên cao thủ kia cứ như bị xe tải nặng mấy chục tấn tông phải, bị đá bay ra xa mười mấy mét. Kèm theo tiếng xương cốt gãy nát. Sau khi ba người họ rơi xuống đất đều nằm im không động đậy, chẳng biết sống chết ra sao. Chuyện này xảy ra quá nhanh. Hàn Sương có ảo giác như đang nằm mơ. Cô ta vốn là người của Hiệp hội Võ thuật, hiểu rất rõ thực lực của bốn người này. Vậy mà giờ đây bọn họ không chịu nổi một đòn tấn công của Dương Thanh. Kẻ cầm đầu trợn mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh, dường như đã quên mất nỗi đau đớn bị hòn đá xuyên thủng đầu gối. Dù là trong hiệp hội võ thuật, gã cũng chưa từng thấy ai lợi hại như vậy.
Có lẽ chỉ hội trưởng mới có sức chiến đấu mạnh như vậy. Tôi đã cho các người đường sống, sao các người không chịu? Dương Thanh nhìn kẻ cầm đầu hỏi. Tôi cút ngay đây. Kẻ cầm đầu bị dọa toàn thân run rẩy, nói không nên lời. Nói xong, gã vội vàng đứng dậy, khập khiễng bước đi. Muốn đi sao? Dương Thanh nhìn theo bóng lưng gã, cười lạnh một tiếng, muộn rồi. Ngay sau đó, một hòn đá bắn ra, kẻ cầm đầu ngã xuống. Gió đêm thổi qua dẫn theo một luồng khí lạnh, mặt mũi Hàn Sương trắng bệch, cô ta không ngờ trên đời có người mạnh như vậy. Bốn cao thủ của Hiệp hội Võ Thuật bỏ mạng trong nháy mắt. Bọn họ là người của Hiệp hội Võ Thuật, anh giết họ sẽ rước phải rắc rối lớn. Hàn Sương cắn răng nói, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đúng là sẽ hơi rắc rối, nhưng vậy thì đã sao? Dương Thanh cười lạnh một tiếng, nếu bọn họ muốn giết tôi không ngại san bằng Hiệp hội Võ Thuật. Đoàng! Đầu Hàn Sương ù lên như bị sét đánh. San bằng Hiệp hội Võ Thuật. Câu nói này ngông cuồng đến cùng cực, nhưng cô ta lại không hề cảm thấy Dương Thanh đang nói khoác. Một người trẻ tuổi có thể tùy ý thủ tiêu bốn cao thủ của Hiệp hội Võ Thuật đâu phải là người chỉ biết nói khoác. Dương Thanh không để ý tới Hàn Sương đang kinh hãi, quay về chiếc phế tần màu đen của mình lấy một thanh đao tiện tay ném ra ngoài. Keng! Thanh đao lập tức bay tới dưới chân Hàn Sương, bị cắm sâu trong lòng đất. Tôi trả bá đao lại cho cô. Dương Thanh lạnh lùng nói, nếu để tôi biết cô làm ô uế danh tiếng của bá đao thêm một lần nào nữa, có là cháu gái ông ấy tôi cũng quyết không tha. Bác nói thật chứ? Nói xong, Dương Thanh quay người lên xe. Đi khoảng mười mấy mét, anh đột nhiên lên tiếng, muốn hoàn toàn thoát khỏi Hiệp hội Võ Thuật, 9 giờ sáng mai tới tập đoàn Nhãn Thanh tìm tôi. Nhìn theo chiếc phê tần chậm rãi rời đi, ánh mắt Hàn Sương tràn đầy phức tạp. Đến khi xe của Dương Thanh biến mất trong màn đêm, cô ta mới nhỏ giọng nói cảm ơn. Dương Thanh vẫn còn chút hy vọng với Hàn Sương. Thực lực của cô ta rất mạnh, lại là cháu gái của anh hùng bá đao, chắc chắn không thể là người suy đồi đạo đức. Nếu được bồi dưỡng thêm một chút, có thể cô ta sẽ trở thành bá đao thứ hai. Sáng hôm sau, Dương Thanh vừa tới tập đoàn Nhãn Thanh đã trông thấy bóng dáng quen thuộc, chính là Hàn Sương. Tuy cô ta đã thay bộ quần áo đêm qua nhưng màu chủ đạo vẫn là màu đen. Áo sơ mi đen bó sát người, quần bó màu đen, giày thể thao cũng màu đen. Cô ta vốn là người luyện võ, dáng người vô cùng hoàn mỹ, quần áo bó sát càng tôn thêm dáng người của cô ta. Dương Thanh hiểu cô ta mặc như vậy không phải để khoe dáng mà là để giữ trạng thái chiến đấu tốt nhất. Đến khi đi vào văn phòng của chủ tịch trên tầng cao nhất. Dương Thanh mới lên tiếng, xem ra cô đã quyết định. Hàn Sương hỏi, anh thực sự có cách giúp tôi hoàn toàn thoát khỏi Hiệp hội Võ Thuật sao? Dương Thanh cười hỏi, thế nào? Không tin tôi hả? Hàn Sương lắc đầu nói, Hiệp hội Võ Thuật cực kỳ thần bí, có chi hội trải rộng trên toàn thế giới. Dù là 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng chưa chắc dám đối đầu trực tiếp với bọn họ. Tối qua cô ta được chứng kiến thực lực kinh người của Dương Thanh, nhưng Hiệp hội Võ Thuật gây ra bóng ma tâm lý quá lớn nên cô ta vẫn lo sợ anh sẽ vì mình mà bị liên lụy. Không phải cô ta tốt bụng mà là vì biết được anh có quan hệ với ông nội. Chỉ cần là người quen biết ông nội, cô ta đều sẽ liều chết bảo vệ. Dương Thanh cười khẩy, vẫn là câu nói cũ. Nếu bọn họ muốn chết, tôi không ngại san bằng Hiệp hội Võ Thuật. Giọng điệu của anh cực kỳ bá đạo, không phải tự kiêu mà là vô cùng tự tin với năng lực của mình. Tôi muốn hỏi anh một câu, rốt cuộc anh có quan hệ gì với ông nội tôi? Hàn Sương đột nhiên lên tiếng. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cô ta tìm tới Dương Thanh. Câu trả lời của anh sẽ quyết định cô ta có đi theo anh hay không. Ánh mắt Dương Thanh dần trở nên phức tạp, mang theo một chút hoài niệm và cảm thán. Một lúc lâu sau anh mới đáp, tôi đến từ biên giới phía Bắc. Bá đao giống như tiền bối của tôi. Nghe vậy, Hàn Sương không còn cảnh giác với anh nữa. Cô ta biết biên giới phía Bắc là nơi như thế nào, có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi ông nội nên từ nhỏ cô ta đã rất sùng bái nơi này. Chỉ vì một vài nguyên nhân bất đắc dĩ, cô ta mới phải gia nhập Hiệp hội Võ Thuật. Anh đã cứu mạng tôi. Từ nay trở đi mạng của tôi là của anh. Hàn Sương khẽ cúi đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Dương Thanh không khỏi cảm thấy kinh ngạc vì phản ứng của cô ta. Anh bảo Hàn Sương tìm mình là để thuyết phục cô ta đi theo làm việc cho mình. Chỉ có như vậy,
hiệp hội võ thuật mới không thể dễ dàng làm hại cô ta. Nào ngờ Hàn Sương lại chủ động xin theo, giúp Dương Thanh tiết kiệm không ít sức lực. Tối qua bọn họ nói cô phản bội hiệp hội võ thuật. Rốt cuộc chuyện này là sao? Dương Thanh bỗng nhiên hỏi. Hàn Sương không hề giấu giếm đáp, sau khi anh cướp bá đao đi, tôi mới tỉnh ngộ. Anh nói không sai, tôi không xứng với bá đao, nên cô rời khỏi hiệp hội võ thuật, nhưng bọn họ không chịu buông tha cho cô sao? Dương Thanh nói ra suy đoán của mình. Hàn Sương gật đầu, tức giận nói, những năm gần đây, để tăng cường thế lực, hiệp hội võ thuật đã làm rất nhiều chuyện dơ bẩn. Kỳ thực tôi đã có ý định rời đi từ lâu, nhưng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nên vẫn phải cắn răng làm việc cho bọn họ. Đến khi gặp được anh, tôi mới hạ quyết tâm rời khỏi nơi đó. Dương Thanh không hiểu rõ lắm về hiệp hội võ thuật, rốt cuộc đây là thế lực như thế nào. Hiệp hội võ thuật có chi hội trải rộng khắp thế giới, lấy danh nghĩa võ thuật tập hợp các cao thủ ở mọi nơi. Bốn người bị anh giết tối qua đều là người của chi hội tỉnh Giang Bình. Mỗi tỉnh đều có chi hội của hiệp hội võ thuật, người đứng đầu chi hội được gọi là chi hội trưởng, là người mạnh nhất chi hội, chỉ nghe lệnh của hội trưởng hiệp hội võ thuật. Mấy năm nay chi hội tỉnh Giang Bình làm rất nhiều chuyện xấu, không chỉ nhận nhiệm vụ ám sát thuê mà còn âm thầm nâng đỡ một vài gia tộc đứng đầu. Ghê tởm nhất là bọn họ bí mật vận chuyển phụ nữ cho các gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ. Những cô gái này đều bị ép buộc, Hàn Sương rất căm ghét việc làm của hiệp hội võ thuật. Dương Thanh nghe xong cũng nổi trận lôi đình, nhất là câu nói cuối cùng của Hàn Sương khiến anh vô cùng giận dữ. Đây chính là chuyện anh vẫn đang cố gắng điều tra. Thì ra là vậy, khó trách theo dõi nhà họ Ngụy bao lâu vẫn không tra ra được tin tức gì. Hóa ra kẻ đứng sau chính là hiệp hội võ thuật, ánh mắt Dương Thanh lạnh hẳn xuống. Anh đã cho người theo dõi nhà họ Ngụy, tuy vẫn thu được không ít tin tức nhưng không hề liên quan tới chuyện buôn bán phụ nữ. Chi hội tỉnh Giang Bình của hiệp hội võ thuật ở đâu? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Ở tỉnh lỵ, Hàn Sương lập tức đáp. Cô về nghỉ ngơi trước đi. Đợi một khoảng thời gian nữa tôi sẽ tới chi hội tỉnh Giang Bình một chuyến. Dương Thanh nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận của Hàn Sương. Cô ta giật mình vội ngăn lại, anh Thanh, tuyệt đối đừng làm vậy. Tại sao? Dương Thanh lạnh giọng hỏi. Hàn Sương nghiêm mặt nói, trong chi hội có rất nhiều cao thủ. Cho dù anh tiêu diệt được chi hội tỉnh Giang Bình nhưng cả thế giới có hơn 100 chi hội, anh đâu thể diệt hết được. Cô cứ về dưỡng thương trước, chuyện này nói sau, Dương Thanh lạnh nhạt nói. Đương nhiên anh biết nếu xử lý chi hội của hiệp hội võ thuật ở tỉnh Giang Bình sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Nhưng khi biết những chuyện bọn họ đã làm, anh chỉ muốn lập tức san bằng toàn bộ hiệp hội võ thuật. Tuy nhiên, anh hiểu chỉ với sức một người không thể làm được. Nếu không, sao hiệp hội võ thuật có thể tồn tại tới tận bây giờ? Mặc dù Hàn Sương lo cho Dương Thanh nhưng cũng biết anh không phải kẻ tầm thường. Bây giờ cô ta đã đi theo anh thì cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, cô ta cũng không chùn bước. Cùng lúc đó ở phòng số 1 tháng 2 năm 1602 của khu chung cư Thiên Tuyển Danh Uyển. Đây là căn hộ Tần Đại Dũng đang thuê. Châu Ngọc Thúy mải xem TV, chợt nghe thấy tiếng đập cửa. Tới đây. Bà ta vội vàng chạy ra mở cửa. Trông thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. Mỹ Linh, cháu đến rồi à? Mau vào đây, Châu Ngọc Thúy nhiệt tình nói. Trước khi rời khỏi Châu Thành, bác từng nói có cách đối phó Dương Thanh. Bác nói thật không? Trịnh Mỹ Linh vừa vào nhà đã lên tiếng hỏi thẳng, ánh mắt hung ác tràn ngập oán hận. Bí mật hạnh phúc. Lần trước trong đám cưới nhà họ Châu, khi Dương Thanh bị tất cả các gia tộc hàng đầu Châu Thành đối phó, Hàn Khiếu Thiên chủ nhà họ Hàn của tỉnh lỵ xuất hiện giải vây giúp anh. Bởi vì Trịnh Mỹ Linh trở mặt với Dương Thanh nên cả hai nhà Châu, Trịnh đều bị liên lụy, bị các gia tộc lớn của Châu Thành chèn ép. Nhà họ Châu vốn chỉ là một gia tộc nho nhỏ ở nông thôn nên không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nhà họ Trịnh và cả tập đoàn Trịnh Hòa của họ đều bị chèn ép đến bờ vực phá sản. Còn Trịnh Mỹ Linh bị xa lánh, trở thành trò cười của các gia tộc giàu có ở Châu Thành, không ai chịu qua lại với cô ta. Cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên người Dương Thanh. Châu Ngọc Thúy thấy Trịnh Mỹ Linh thù hận Dương Thanh mới cố ý tới tìm cô ta nói chuyện riêng trước khi rời khỏi Châu Thành. Bác muốn biết cháu định đối phó với Dương Thanh thế nào? Châu Ngọc Thúy không lập tức trả lời mà hỏi ngược lại. Ánh mắt Trịnh Mỹ Linh tràn đầy căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói, cháu muốn anh ta chết. Tốt,
Châu Ngọc Thúy rất hài lòng với đáp án này, không thèm che giấu ý đồ của mình, dữ tợn nói, bác không giấu cháu làm gì, kỳ thực thực bác đã muốn giết thằng đó từ lâu rồi. Nhưng cháu cũng thấy rồi đó, hiện giờ Dương Thanh được nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ che chở, muốn xử lý cậu ta rất khó. Nên bác mới muốn bắt tay với cháu để đối phó cậu ta. Trịnh Mỹ Linh không ngờ Châu Ngọc Thúy cũng hận Dương Thanh như vậy. Cô ta vội vàng hỏi, bác có kế hoạch gì không? Muốn chơi chết thằng đó rất đơn giản, nhưng trước tiên chúng ta phải giải quyết một người, vẻ mặt Châu Ngọc Thúy vô cùng dữ tợn. Ai? Trịnh Mỹ Linh hỏi. Tần Đại Dũng. Ánh mắt Châu Ngọc Thúy cực kỳ ác độc. Trịnh Mỹ Linh bị bộ dạng hiện giờ của Châu Ngọc Thúy làm cho sợ hãi, cảm thấy rất xa lạ. Cô ta muốn Dương Thanh chết bởi vì cô ta cho rằng, tất cả tai họa nhà họ Trịnh đang phải gánh chịu đều do anh gây ra. Không chỉ có vậy, Dương Thanh còn sỉ nhục cô ta trước mặt mọi người, khiến cô ta mất hết thể diện, không thể ngóc đầu lên nổi. Bác ơi, cháu muốn trả thù Dương Thanh cơ mà, liên quan gì tới bác Dũng? Trịnh Mỹ Linh không ngốc, cô ta biết Châu Ngọc Thúy là loại người gì, đầu tiên dụ dỗ cô ta cùng đối phó Dương Thanh, bây giờ lại đòi xử lý cả Tần Đại Dũng. Giữa cô ta và Tần Đại Dũng không hề có thù oán gì. Châu Ngọc Thúy đã chuẩn bị sẵn lý do chống chế. Cười lạnh nói, chắc cháu vẫn chưa biết, Dương Thanh từng cứu Tô Thành Vũ một mạng nên được ông ta cho một khoản tiền rất lớn, còn tặng cho cậu ta căn biệt thự cao cấp nhất Giang Hải. Cháu nhìn đi, bây giờ bác đang phải sống ở nơi rách nát nào. Tất cả đều là do Tần Đại Dũng kiên quyết đòi chuyển ra ngoài ở. Chỉ cần ông ta chết, bác sẽ được trở về biệt thự. Bây giờ nhà họ Trịnh sắp phá sản rồi, thứ cần nhất chính là tiền. Chỉ cần bác được về ở biệt thự là có thể vòi được tiền. Bác sẽ cho cháu vay một ít để trợ giúp tập đoàn Trịnh Hòa. Khi đó cháu sẽ là người cứu vớt nhà họ Trịnh. Biết đâu ông nội cháu vui vẻ lại cho cháu thừa kế tập đoàn Trịnh Hòa. Đến lúc đó cháu lại là cô cả kiêu ngạo của nhà họ Trịnh. Đợi bác trở về biệt thự, có nhiều cơ hội tiếp xúc với Dương Thanh, chẳng phải có thể dễ dàng giết cậu ta rồi sao? Trịnh Mỹ Linh muốn Dương Thanh chết chỉ là khuếch đại lên một chút. Thực ra chỉ cần anh phải trả giá đắt, cô ta đã thỏa mãn rồi. Nhưng nghe Châu Ngọc Thúy nói vậy, rõ ràng là bà ta thực sự muốn giết người, còn là giết hai người. Điều này khiến ác ý trong lòng cô ta điên cuồng sinh sôi, sự cuồng loạn trong ánh mắt cũng ngày càng nồng đậm. Ý của bác là muốn cháu giết bác Dũng giúp bác, rồi đợi bác trở về biệt thự giết Dương Thanh cho cháu sao? Trịnh Mỹ Linh hỏi. Châu Ngọc Thúy gật đầu đáp, đúng vậy. Bác à! Cháu làm gì có năng lực giết bác Dũng? Trịnh Mỹ Linh cười nói, trong lòng lại âm thầm nâng cao cảnh giác. Đây không phải là chuyện nhỏ, nếu bị bại lộ sẽ phải gánh chịu hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Châu Ngọc Thúy biết Trịnh Mỹ Linh đang sợ điều gì, thản nhiên đáp, bác chỉ cần tiền, chuyện còn lại cứ để bác làm. Bác cần tiền, Trịnh Mỹ Linh kinh ngạc thốt lên. Cháu cũng thấy rồi đó, đến cả chỗ ở bác cũng đang phải đi thuê, trên người cộng lại chỉ đủ 200.000. Châu Ngọc Thúy tiện tay chỉ trỏ bốn phía rồi nói, dù sao cháu cũng là cô chủ nhà họ Trịnh. Cho dù gia tộc thực sự phá sản, chắc cháu cũng có cách gom đủ 1 triệu chứ. Bác chỉ cần 800 thôi, cộng thêm 200 của bác là đủ 1 triệu. Số tiền này đủ để thuê người giết Tần Đại Dũng. Tuy nhiên nếu cháu có cách nào tiết kiệm hơn mà vẫn giải quyết được ông ta thì bác không cần số tiền này nữa. Châu Ngọc Thúy đã chuẩn bị lý do thoái thác, vẻ mặt vô cùng điên cuồng. Trịnh Mỹ Linh im lặng tính toán hồi lâu. Đối với cô ta, kiếm 800 không khó, cùng lắm là bán toàn bộ trang sức vàng bạc cộng thêm tiền tiết kiệm cũng có thể gom được 800.000. Châu Ngọc Thúy biết chuyện này rất nghiêm trọng, chắc chắn Trịnh Mỹ Linh cần thời gian suy nghĩ kỹ càng, không quấy rầy mà lẳng lặng chờ cô ta quyết định. Hai người cứ im lặng như vậy một lúc rất lâu. Cuối cùng Trịnh Mỹ Linh cũng hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Châu Ngọc Thúy, được, cháu đồng ý. Tần Đại Dũng hoàn toàn không thể ngờ rằng, người vợ sống cùng mình hơn 20 năm lại muốn giết chết mình. Lúc này ông ta còn đang bận rộn ngoài công trường của công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Đến tận buổi trưa trở về công ty, Tần Đại Dũng mới có thời gian lấy điện thoại ra xem. Vừa mở ra đã phát hiện có mấy tin nhắn mới từ Zalo. Cảm ơn bố đã thay đổi vì con và Yi. Cảm ơn tình yêu và sự kiên nhẫn dạy dỗ của bố dành cho chúng con suốt những năm qua. Chúc bố sinh nhật vui vẻ. Chúc bố sinh nhật vui vẻ nhé. Tối nay hẹn ở nhà hàng Bắc Viên Xuân, chúng con tổ chức tiệc mừng cho bố đấy.
chúc bố sinh nhật vui vẻ. Ông ta nhận được 3 tin nhắn chúc mừng sinh nhật liên tiếp, đầu tiên là tin nhắn dịu dàng đầy quan tâm của Tần Thanh Tâm, thứ hai là tin nhắn đáng yêu hoạt bát của Tần Y, cuối cùng là tin nhắn thẳng thắn chân thành của Dương Thanh. Mặc dù Tần Đại Dũng đang vô cùng mệt mỏi vì phải bận rộn cả buổi sáng nhưng ông ta vẫn mỉm cười hạnh phúc, khóe mắt hằn sâu nếp nhăn, hai bên thái dương lấm tấm vài sợi tóc bạc. Mấy đứa này? Tần Đại Dũng bật cười trả lời từng tin một. Hôm nay là sinh nhật của Tần Đại Dũng nên Tần Thanh Tâm và Tần Y Tan làm sớm hơn nửa tiếng tới nhà hàng Bắc Viên Xuân chuẩn bị. Mặc dù họ đã đặt bàn từ trước, cũng trang trí xong phòng ăn nhưng vẫn không yên lòng. Dương Thanh cũng tới nhà hàng từ sớm. Chị, em định để bố ngồi ở đây, mẹ ngồi ở kia, bố ôm Tiêu Tiêu còn hai chị em mình đứng sau lưng bố mẹ, chị thấy sao? Anh rể em thì sao? Anh rể phụ trách chụp ảnh mà. Không được, anh ấy cũng là một thành viên trong gia đình chúng ta, phải chụp cùng nhau. Ha ha, em nói đùa thôi, sao em có thể quên anh rể được? Để anh rể đứng giữa hai chúng ta rồi nhờ nhân viên phục vụ chụp ảnh hộ là được. Hai chị em trò chuyện vui vẻ, Dương Thanh bế Tiêu Tiêu đứng bên cạnh cũng mỉm cười dịu dàng. Anh rất thích cảm giác ấm áp từ gia đình như thế này. Nhưng Châu Ngọc Thúy lại không chịu phối hợp, nếu bà ta có thể thay đổi như Tần Đại Dũng thì gia đình này sẽ trở nên hoàn hảo. Cùng lúc đó, Tần Đại Dũng vừa mới tan làm, đang chuẩn bị rời khỏi công ty. Sếp Tần có chuyện vui à? Hôm nay thấy ông cười suốt. Trước khi rời đi, đồng nghiệp còn trêu ghẹo vài câu. Tần Đại Dũng cười đáp, bí mật, một bí mật hạnh phúc. Dứt lời, ông ta cười lớn đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Tần Thanh Tâm, các con ở nhà hàng Bắc Viên Xuân à? Phòng số mấy đấy, bố đang ra khỏi công ty rồi, bây giờ gọi taxi tới đó ngay. Dầm! Đúng lúc này, tiếng động cơ xe rú lên vang vọng khắp con đường. Một chiếc Haval H5 màu đen lao thẳng về phía Tần Đại Dũng. Chiến thần nổi giận. Tần Đại Dũng đang mải nói chuyện điện thoại với Tần Thanh nên không hề phát hiện ra mình đang gặp nguy hiểm. Dầm. Chiếc Haval H5 màu đen tông thẳng vào người Tần Đại Dũng. Cơ thể của ông ta như con diều đứt dây, bay xa mười mấy mét. Người đi đường xung quanh đều sợ ngây người. Trong phòng VIP trên tầng cao nhất của nhà hàng Bắc Viên Xuân. Tần Y đột nhiên nói, anh rể, đột nhiên em thấy rất hối hận vì đã nói trước cho bố biết chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật cho bố. Hối hận cái gì? Dương Thanh cười hỏi. Như vậy thì còn gì là bất ngờ nữa? Đều tại em, nếu biết anh chỉ đợi sẵn ở đây, em đã giả vờ đi ngang qua công ty Long Hà đón bố tới đây rồi. Tần Y cười nói, nhưng mà cũng chẳng sao. Chúng ta đều chuẩn bị quà cho bố mới là niềm vui bất ngờ. Bố sao vậy? Tần Y và Dương Thanh đang trò chuyện chợt nghe thấy Tần Thanh Tâm hô lên, vẻ mặt hoảng hốt lo lắng. Giờ đây Tần Đại Dũng đã bị xe tông, sống chết còn chưa rõ, sao có thể nghe thấy tiếng gọi của Tần Thanh Tâm được nữa? Tần Thanh Tâm bật khóc nức nở, ánh mắt ngây dại, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất, ngơ ngác như người mất hồn. Sao chị lại khóc? Bố bị làm sao à? Tần Y lập tức chạy tới ôm bả vai Tần Thanh Tâm hỏi. Dương Thanh chợt có dự cảm chẳng lành. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng phản ứng của Tần Thanh Tâm đã chứng minh, Tần Đại Dũng gặp chuyện rồi. Mau, chúng ta mau tới công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Tuy Tần Thanh Tâm đã lờ mờ đoán ra được nhưng vẫn không dám tin. Dứt lời, cô vội đứng dậy lao ra ngoài. Vừa nãy cô đã nghe thấy tiếng động cơ xe. Sau đó là tiếng điện thoại rơi xuống đất. Cô gọi Tần Đại Dũng thêm lần nữa thì không còn ai đáp lại. Chị, rốt cuộc bố sao vậy? Chị nói cho em biết đi mà. Tần Y đuổi theo Tần Thanh Tâm, vừa chạy vừa hỏi. Đến cả Tần Thanh Tâm cũng không thể tiếp nhận sự thật này, sao cô có thể nói cho Tần Y được? Cô im lặng không lên tiếng, chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Cả căn phòng chỉ còn lại Dương Thanh và Tiêu Tiêu. Bố ơi! Mẹ sao thế? Tiêu Tiêu sợ hãi ôm chặt cổ Dương Thanh nhỏ giọng hỏi. Anh khẽ lắc đầu lên tiếng an ủi, Tiêu Tiêu đừng sợ, có bố ở đây rồi. Nói xong, anh đi lấy điện thoại, lập tức điều tra cho tôi vừa rồi ở cổng công ty vật liệu xây dựng Long Hà đã xảy ra chuyện gì. Sau khi cúp máy, Dương Thanh cũng dẫn Tiêu Tiêu ra khỏi phòng ăn đi tới công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Anh vừa bước tới bãi đỗ xe đã nhận được điện thoại của Quan Chính Sơn. Tần Đại Dũng bị tai nạn xe, sống chết chưa rõ.
xe cấp cứu đang trở về bệnh viện rồi. Cái gì? Nghe vậy, Dương Thanh hoảng hốt, nghiến răng nói, cha cho tôi xem đây là tai nạn ngoài ý muốn hay cố ý giết người. Đồng thời mời bác sĩ giỏi nhất tới chữa cho ông ấy. Vâng. Quan Chính Sơn đáp. Bây giờ Dương Thanh mới biết tại sao vừa nãy Tần Y hỏi gì Tần Thanh Tâm cũng không chịu nói. Chắc chắn là biết Tần Đại Dũng bị tai nạn xe nhưng không chịu tiếp nhận sự thật. Tiêu Tiêu, con còn nhớ cô Hạ Hà không? Dương Thanh cố gắng bình tĩnh lại, mỉm cười hỏi Tiêu Tiêu, cô Hạ Hà nói rất nhớ con. Tối nay con đến ngủ với cô ấy được không? Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu nguầy nguậy, con cũng nhớ cô Hạ Hà, nhưng mà con muốn ngủ với mẹ cơ. Tối nay bố mẹ đều có chuyện rất quan trọng phải làm, không thể ở cùng con được. Tiêu Tiêu ở với cô Hạ Hà tối nay thôi, đợi bố mẹ làm xong việc sẽ đến đón con. Dương Thanh dịu dàng xoa mặt Tiêu Tiêu khuyên nhủ. Mặc dù cô bé chỉ mới 4 tuổi nhưng vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thấy Dương Thanh nói bố mẹ đều bận, cô bé không nỡ rời xa nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, vậy được rồi. Con sẽ đến ở với cô Hạ Hà, Tiêu Tiêu ngoan lắm. Dương Thanh hôn một cái lên mặt cô bé. Sau đó anh mới gọi điện thoại cho Hạ Hà nhờ vả. Hạ Hà nghe tin Tần Đại Dũng bị tai nạn xe liền đồng ý trông Tiêu Tiêu giúp anh. Hiện giờ Tần Đại Dũng chưa rõ sống chết, Tần Y và Tần Thanh Tâm đều rất hiếu thuận, chắc chắn sẽ ở lại bệnh viện chăm non. Dương Thanh cũng muốn ở lại, anh chỉ có thể tin tưởng Hạ Hà, người từng che chở, bảo vệ Tiêu Tiêu vào lúc nguy hiểm nhất. Đưa Tiêu Tiêu tới nhà Hạ Hà xong, Dương Thanh lập tức chạy tới bệnh viện. Tần Đại Dũng đang trong phòng cấp cứu, Tần Thanh Tâm và Tần Y đều giàn giụa nước mắt. Thấy dáng vẻ đau lòng khổ sở của hai chị em họ, Dương Thanh cũng rất khó chịu. Bất ngờ là Châu Ngọc Thúy cũng tới, khóc lóc bù lu bù loa, có vẻ rất đau khổ. Dương Thanh vừa tới, bà ta liền nhào vào đánh đấm, tất cả là tại thằng khốn nạn nhà mày giao cho ông ấy công việc nặng nhọc như thế. Nếu ông ấy không làm ở công ty vật liệu xây dựng Long Hà, sao có thể gặp tai nạn được? Đều tại mày, mày là thằng suối quẩy. Nếu ông Dũng mà gặp chuyện bất chắc, tao sẽ không tha cho mày đâu. Mày còn mặt mũi tới đây sao? Cút đi, cút cho tao. Châu Ngọc Thúy gào khóc ầm ĩ, vừa mắng vừa đánh lên người Dương Thanh. Đủ rồi. Tần Y giận dữ hét lớn, đây là bệnh viện, nếu mẹ còn làm loạn thì cút đi. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Dương Thanh vang lên. Anh đi tới cầu thang nghe máy, Quan Chính Sơn nói, cậu Thanh, lái xe đâm Tần Đại Dũng chết rồi. Chết rồi, làm sao mà chết? Dương Thanh nổi giận quát, bố vợ tôi còn đang cấp cứu, sống chết chưa hay, thế mà ông lại nói tài xế đâm bố tôi chết rồi sao? Dù có chết rồi cũng phải nói cho tôi biết hắn chết thế nào. Có ai điều khiển phía sau không? Hắn bị người ta giết người diệt khẩu hay là chết vì tai nạn vừa rồi? Anh trở nên hơi kích động, anh từng chứng kiến rất nhiều cái chết, nhưng người đang nằm trong phòng cấp cứu là bố vợ của anh không thể không sốt ruột. Quan Chính Sơn ở đầu dây bên kia nghe thấy Dương Thanh nổi giận thì hoảng sợ vội đáp, cậu Thanh, sau khi tài xế đâm bố vợ cậu, xe mất khống chế tông thẳng vào cột đèn đường nổ tung, xương cốt của hắn cũng bị thiêu rụi. Điều tra tiếp đi, lái xe là ai, hoàn cảnh gia đình thế nào, trước khi xảy ra tai nạn đã tiếp xúc với những ai, có từng nhận tiền của người khác không? Tôi muốn biết toàn bộ tin tức về hắn. Dương Thanh không thể kìm nén được cơn giận dữ đang sôi trào, quát lớn vào điện thoại. Từ khi anh trở về Giang Hải, đây là lần đầu tiên anh tức giận đến mức mất kiểm soát như vậy. Nước mắt cá sấu. Từng giây từng phút trôi qua, Tần Đại Dũng vẫn ở trong phòng cấp cứu. Bác sĩ y tá cứ ra vào phòng cấp cứu liên tục nhưng không hề có tin tức gì của Tần Đại Dũng. Hai chị em Tần Thanh Tâm và Tần Y đứng chờ ngoài cửa phòng. Nước mắt trên mặt họ đã khô, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Dương Thanh không ngờ, đến cả Châu Ngọc Thúy trước giờ vẫn luôn bạc bẽo với Tần Đại Dũng cũng tỏ ra lo lắng. Nhưng anh không hề hay biết, bà ta đang sợ Tần Đại Dũng được cứu sống. Từ khi tai nạn xảy ra vào 5 giờ hơn chiều hôm trước tới tận 7 giờ sáng hôm sau, Tần Đại Dũng mới được đẩy ra ngoài. Bố ơi! Trông thấy toàn thân Tần Đại Dũng cắm đủ loại máy móc, hai chị em òa khóc. May mà ông ta vẫn còn sống. Nhưng Châu Ngọc Thúy lại nghệt mặt ra. Bác sĩ, bố tôi sao rồi? Tần Thanh Tâm kích động nắm lấy tay bác sĩ gặng hỏi. Thật đáng tiếc, có lẽ cả đời này bố cô chỉ có thể sống trong trạng thái này, bác sĩ áy náy đáp.
Đối với người làm bác sĩ, gặp phải chuyện như thế này khiến họ rất đau lòng. Nghĩa là sao? Tần Thanh Tâm ngơ ngác hỏi lại, nước mắt trào ra như nước lũ tràn bờ đê. Tần Y cũng vậy. Châu Ngọc Thúy đanh đá giống lên, ông nói rõ ràng xem nào, rốt cuộc là sao? Vết thương của bệnh nhân quá nghiêm trọng, chỉ có thể giữ lại một vài dây thần kinh phản xạ và tiến hành trao đổi chất với bên ngoài, năng lực nhận biết đã mất đi, không thể tự làm gì. Bác sĩ dùng một loạt từ ngữ chuyên ngành giải thích rồi nói, tóm lại chính là người thực vật. Sau này có thể tỉnh lại hay không phải xem ý trời. Lời nói của bác sĩ như sấm sét nổ vang trong đầu Tần Thanh Tâm và Tần Y. Hai chị em gào khóc xé lòng. Dương Thanh cũng ngây người, đỏ bừng mắt nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc trên giường bệnh, đau đớn không nói nên lời. Đối với người từ nhỏ đến lớn chưa từng được hưởng tình thương của bố như anh, Tần Đại Dũng chẳng khác gì bố ruột. Bây giờ bác sĩ nói Tần Đại Dũng đã trở thành người thực vật. Tần Thanh Tâm đau lòng quá độ, kiệt sức ngất xỉu. Chị! Tần Y thét lên một tiếng, vội chạy lại đỡ cô. Nửa tiếng sau, Tần Thanh Tâm mới tỉnh lại. Cô im lặng không nói một lời, chỉ nằm im trên giường ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. Tần Y lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh của Tần Đại Dũng, lớp trang điểm trên mặt đã bị nước mắt rửa trôi từ lâu. Châu Ngọc Thúy cũng giả vờ khóc sướt mướt, sau này tôi phải sống thế nào? Đại Dũng, ông tỉnh lại đi được không? Cả phòng bệnh đều chìm trong đau thương. Dương Thanh đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Ngay sau đó, đầu dây bên kia vang lên giọng nói châm chọc, cậu Thanh lại có chuyện gì cần đến chị rồi à? Chị Ngải, chiều hôm qua bố vợ em bị xe tông, vừa mới được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ nói ông ấy sẽ trở thành người thực vật. Dương Thanh không có tâm trạng đùa giỡn, trầm giọng nói. Nghe vậy, Ngải Lâm lập tức nghiêm túc hẳn, dạo này chị đang làm nhiệm vụ cứu trợ ở nước ngoài, tạm thời không thể quay về được. Em gửi bệnh án cho chị trước đi. Chị Ngải, chăm sự nhờ cả vào chị, Dương Thanh khẩn cầu nói. Trong trí nhớ của Ngải Lâm, hình như đây là lần đầu tiên Dương Thanh mở miệng cầu xin người khác. Cô ấy nhanh chóng hiểu được tầm quan trọng của việc này, vội đáp cậu cũng đừng quá lo lắng. Cho dù bố vợ cậu thực sự trở thành người thực vật cũng vẫn có hy vọng hồi phục. Mặc dù Ngải Lâm lớn hơn Dương Thanh vài tuổi nhưng vì thân phận của anh quá cao quý, trước giờ cô ấy vẫn cung kính gọi anh một câu cậu Thanh. Dương Thanh khẽ gật đầu, cảm ơn chị Ngải. Bây giờ em lập tức tìm bác sĩ hỏi bệnh án rồi gửi qua mail cho chị. Được. Sau khi cúp máy, Dương Thanh vội vàng đi xin bệnh án để gửi cho Ngải Lâm. Năm xưa Ngải Lâm được điều động tới biên giới phía Bắc phụ trách chữa trị cho thương binh trên chiến trường, chứng tỏ cô ấy rất giỏi về y học. Nửa tiếng sau khi anh gửi bệnh án đi, Ngải Lâm đã gọi điện tới, cậu Thanh. Chị đã đọc xong bệnh án rồi, nói về chuyên môn cậu cũng không hiểu đâu. Tóm lại tình hình của ông ấy không quá phức tạp, rất có khả năng sẽ tỉnh lại. Tốt quá rồi. Nghe được tin tốt, Dương Thanh kích động hô lên. Thấy có người đi ngang qua nhìn mình, anh mới bình tĩnh lại. Ngải Lâm cười nói, nếu không có gì bất ngờ, một tuần nữa nhiệm vụ của chị sẽ kết thúc. Chị sẽ tới Giang Hải thăm cậu, thuận tiện xem bệnh cho người bị nhiễm trùng đường tiết niệu cậu từng kể. Câu nói của Ngải Lâm đã giúp Dương Thanh yên tâm hơn hẳn. Anh hoàn toàn tin tưởng vào khả năng chữa bệnh của Ngải Lâm. Anh cũng chưa từng gặp được ai giỏi y học hơn cô ấy trên cái đất Chiêu Châu này. Nhưng bệnh tình của Tần Đại Dũng quá nghiêm trọng, Ngải Lâm chưa tự thăm khám thì chưa thể chắc chắn nên anh cũng không dám nói cho Tần Thanh Tâm và Tần Y. Ba ngày nhanh chóng trôi qua. Số liệu sức khỏe của Tần Đại Dũng rất ổn định, chỉ là vẫn hôn mê như vũ. Ba ngày này, Tần Thanh Tâm và Tần Y thay nhau tới bệnh viện trông nom ông ta, không ngừng kể cho ông ta nghe những chuyện trong quá khứ. Hôm nay, khi Tần Thanh Tâm vừa tới đổi ca cho Tần Y, Châu Ngọc Thúy chợt nói, Thanh Tâm, sáng nay mẹ cũng nói với Y Y rồi. Các con ai cũng bề bộn công việc, còn phải lãng phí nửa ngày tới trông bố con, như vậy sẽ không tốt cho công ty. Bây giờ bố con hôn mê như vậy, không ai dám chắc ông ấy còn có thể tỉnh lại hay không. Các con đâu thể trầu trực mãi ở đây được. Sau này các con cứ yên tâm đi làm, bố con đã có mẹ chăm sóc. Khi nào tan làm hai đứa thay phiên nhau tới thăm ông ấy là được, dù sao vẫn phải có người chăm sóc Tiêu Tiêu. Châu Ngọc Thúy kéo tay Tần Thanh Tâm nhỏ giọng thủ thỉ, giọng nói bình tĩnh nhưng mặt mũi lại giàn giụa nước mắt. Mấy ngày nay, Châu Ngọc Thúy như biến thành một người khác, chăm chỉ trông nom Tần Đại Dũng,
cũng quan tâm hỏi han Tần Thanh Tâm và Tần Y như một người vợ hiền mẹ đảm. Cảm ơn mẹ đã nghĩ cho chúng con nhiều như vậy, Tần Thanh Tâm òa khóc, trong lòng cực kỳ cảm động. Châu Ngọc Thúy giơ tay lau nước mắt cho cô, cười mắng, con bé này, con là con gái mẹ, đây là chuyện mẹ nên làm, cảm ơn cái gì? Mẹ ơi! Tần Thanh Tâm không kìm lòng được, ôm chặt Châu Ngọc Thúy khóc giống lên. Những ngày này, cô phải chịu đựng nỗi đau rất lớn. Nghe Châu Ngọc Thúy nói vậy, cô chợt có cảm giác muốn xả ra hết mọi tâm sự trong lòng. Nhưng cô không hề nhìn thấy trong lúc đang ôm mình, ánh mắt Châu Ngọc Thúy vô cùng tàn nhẫn. Trước sự khuyên bảo của bà ta, rốt cuộc Tần Thanh Tâm và Tần Y cũng đồng ý quay về làm việc bình thường, mỗi ngày tan làm thay nhau tới bệnh viện thăm bố, người còn lại ở nhà trông Tiêu Tiêu. Còn Dương Thanh vẫn đang bận rộn điều tra nguyên nhân tai nạn của Tần Đại Dũng. Quan Chính Sơn đã cung cấp toàn bộ thông tin về gã tài xế lái xe nhưng vẫn không tra ra được dấu vết gì. Dường như đây chỉ là một tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Đến ngày thứ năm sau khi Tần Đại Dũng gặp tai nạn, Dương Thanh nhận được điện thoại của Quan Chính Sơn, cậu Thanh, có tin tức về chuyện của bố vợ cậu rồi. Vén màn chân tướng tôi đã tìm thấy vợ con của Hồ Siêu. Hồ Siêu chính là tên của gã tài xế kia. Ngay trong ngày xảy ra tai nạn, Quan Chính Sơn lập tức điều tra toàn bộ thông tin về hắn. Vợ con của Hồ Siêu đột nhiên biến mất từ ngày hôm đó. Ông mau tới tập đoàn Nhãn Thanh đón tôi, Dương Thanh ra lệnh. Cậu Thanh, để tôi đưa vợ con của Hồ Siêu đến là được, Quan Chính Sơn đáp. Để tôi tự xử lý chuyện này đi, Dương Thanh gắt gỏng nói. Quan Chính Sơn không dám thuyết phục nữa, vội nói, được rồi, tôi lập tức tới đón cậu. Nửa tiếng sau, một chiếc xe Mercedes-Benz đỗ lại trước cổng tập đoàn Nhãn Thanh. Quan Chính Sơn tự mình lái xe tới đón Dương Thanh. Chiếc xe lao vun vút tới thôn Thổ Lương thuộc quản lý của Giang Hải. Vợ của Hồ Siêu tên là Thái Quyên, là người từ vùng khác tới. Cô ta có họ hàng xa ở thôn Thổ Lương. Vào ngày bố vợ cậu gặp tai nạn, cô ta đã chạy tới đây trốn. Quan Chính Sơn dè dặt nói, tôi vừa nhận được tin tức liền báo cho cậu biết, chưa kịp điều tra lý do cô ta chạy tới đây là gì. Quan Chính Sơn hơi sợ vì người gặp chuyện là bố vợ của Dương Thanh nhưng ông ta điều tra suốt 5 ngày trời lại chỉ tìm được tung tích của Thái Quyên. Dương Thanh lạnh nhạt nói, được, tôi biết rồi. Ngày hôm ấy anh nổi giận với Quan Chính Sơn trong điện thoại là giận cá chém thất vì không bảo vệ được Tần Đại Dũng. Quan Chính Sơn thấy anh không nổi giận mới thở phào nhẹ nhõm. Thôn Thổ Lương cách khá xa, đi mất một tiếng mới tới. Xe đỗ lại trước một căn nhà nông thôn, cửa sơn màu hồng. Nhà lợp gạch ngói. Hai người họ còn chưa bước vào sân đã nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi. Cậu Thanh, mấy ngày nay Thái Quyên đều ở đây, Quan Chính Sơn nói. Các người là ai? Dương Thanh và Quan Chính Sơn đi vào, thấy một ông già da ngăm đen đang ngồi trên tảng đá ngậm tẩu thuốc lên tiếng hỏi, giọng địa phương đặc sệt. Chúng tôi muốn tìm Thái Quyên. Quan Chính Sơn đáp. Thái Quyên là ai? Tôi không biết. Nghe thấy có người muốn tìm Thái Quyên. Trong mắt ông ta hiện lên tia bối rối, cố giả bộ trấn tĩnh nói. Quan Chính Sơn cau mày bực bội, ông tên là Lý Hữu Phúc, Thái Quyên là cháu họ của ông. Nếu không phải biết trước cô ta đang ở đây, tôi sẽ không tìm tới đâu. Tôi nói không có là không có. Đây là nhà tôi, các người xông vào làm gì? Nghe vậy, ông già kia lập tức nổi giận cầm tẩu thuốc đi tới đẩy Quan Chính Sơn ra ngoài. Ông già kia, ông thử động vào tôi xem. Quan Chính Sơn cũng tức giận, ông ta là chủ của một trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải, thế mà ở nơi nghèo nàn này lại có người dám đụng tới mình. Vệ sĩ của Quan Chính Sơn xông tới định ra tay đánh người. Dừng tay! Dương Thanh quát lớn một tiếng. Ông ơi, chúng tôi tìm Thái Quyên có việc. Phiền ông gọi cô ấy ra đây, chúng tôi nói vài câu sẽ lập tức đi ngay. Dương Thanh vừa nói. Tiện tay lấy một tập tiền màu đỏ trong ví đưa cho ông ta, tiền này xin tặng ông mua thuốc. Ông ta nghiêng đầu ước lượng số tiền Dương Thanh đưa, khoảng chừng 3-4 nghìn tệ. Ông ta không chút do dự nhận lấy, còn quay sang mỉa mai Quan Chính Sơn, thấy thanh niên người ta lễ phép chưa? Quan Chính Sơn giận dữ đỏ bừng mặt, nếu Dương Thanh không có mặt, Lý Hữu Phúc làm gì có cơ hội phách lối trước mặt ông ta? Vào đi! Lý Hữu Phúc trông thấy chiếc Mercedes-Benz đỗ ven đường, lại nhìn quần áo trên người Quan Chính Sơn và vệ sĩ sau lưng liền biết không giấu nổi chuyện Thái Quyên đang sống ở đây. Thái Quyên! Ông ta dẫn hai người vào nhà,
nhìn về phía phòng gạch rồi hét lên. Sao thế cậu? Một người phụ nữ đeo tạp dề chạy vội ra ngoài, trên tay còn dính bột mì trắng xóa, xem ra đang nhào bột mì. Bọn họ tìm cháu, Lý Hữu Phúc chỉ vào đám người Dương Thanh. Trên mặt Thái Quyên hiện lên vẻ bối rối, căng thẳng hỏi các người là ai? Tôi không quen biết các người, sao lại tìm tôi? Dương Thanh bước lên phía trước nhìn chị ta, chị đừng sợ, chúng tôi chỉ muốn hỏi thăm chị một số việc. Chỉ cần chị phối hợp sẽ không sao cả. Đương nhiên Dương Thanh không cho rằng người phụ nữ vừa trông thấy bọn họ đã ăn nói lắp bắp này có liên quan đến vụ tai nạn của Tần Đại Dũng. Các người đừng hỏi tôi không biết gì đâu. Thái Quyên quay lưng bỏ đi. Nhưng chị ta vừa mới bước đến cửa đã bị vệ sĩ của Quan Chính Sơn chặn lại. Các người muốn làm gì? Thái Quyên hoảng sợ, tay chân run lẩy bẩy. Chúng tôi chưa hỏi gì cô đã nói không biết. Xem ra cô đã biết chúng tôi muốn hỏi gì rồi. Quan Chính Sơn lạnh lùng lên tiếng. Thái Quyên bị Dương Thanh, Quan Chính Sơn và đám vệ sĩ bao vây lại, tay chân luống cuống. Đúng lúc này, ông già dẫn bọn họ đi vào chợt nói, Thái Quyên, người ta đã tìm tới cửa rồi, cháu hãy nói hết cho bọn họ đi. Ông ta biết rõ, thôn Thổ Lương không có lấy một cái camera giám sát mà vẫn bị người ta tìm tới, chứng tỏ đám người Dương Thanh không hề đơn giản. Nghe vậy, Thái Quyên bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng nét mặt vẫn chần chừ do dự. Quan Chính Sơn định mở miệng thúc giục lại bị Dương Thanh liếc mắt ngăn lại. Một lúc lâu sau, chị ta mới đỏ mắt nói, các người vào đi. Dương Thanh và Quan Chính Sơn đi vào, trông thấy một chiếc giường lưới rỉ sắt ở giữa nhà. Trên giường có một cô bé chọc đầu nằm đó, thoạt nhìn chỉ khoảng 7, 8 tuổi. Cơ thể cô bé gầy gò ốm yếu, thấy người lạ tới thì ngượng ngùng. Niếp niếp, mau chào hỏi đi con, Thái Quyên nói với cô bé. Lúc này cô bé mới nhút nhát nhìn Quan Chính Sơn, chào ông ạ. Sau đó cô bé lại nhìn sang Dương Thanh, chào chú ạ. Chào cháu. Dương Thanh mỉm cười đáp lại. Dứt lời, anh hỏi Quan Chính Sơn, ông có cầm theo tiền mặt không? Có. Quan Chính Sơn rút toàn bộ tiền mặt trong ví ra, nhìn độ dày chắc khoảng 2.000 tệ. Dương Thanh đưa tiền cho cô bé, dịu dàng nói, niếp niếp, chú tới chơi không kịp mua quà cho cháu. Cháu cầm tiền này bảo mẹ mua quần áo mới cho cháu nhé. Niếp niếp vội vàng từ chối, cảm ơn chú, nhưng cháu không thể nhận tiền của chú được. Không biết tại sao nhìn thấy cô bé này khiến Dương Thanh cảm thấy rất xót xa. Anh lập tức khuyên nhủ, đây là ý tốt của chú. Cháu mà không nhận chú sẽ giận đấy. Niếp niếp len lén nhìn Thái Quyên, thấy chị ta gật đầu mới dè dặt nhận tiền Dương Thanh đưa, cảm ơn chú ạ. Dứt lời, cô bé đột nhiên bị chảy máu mũi. Thái Quyên hoảng sợ vội lấy giấy cầm máu cho niếp niếp. Hai mắt đỏ ửng. Quan Chính Sơn ngờ ngợ, thấp giọng nói, hình như là bệnh máu trắng. Từ đầu Dương Thanh đã cảm thấy niếp niếp rất yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, cơ thể gầy yếu giống như bị bệnh. Các người tới đây vì chồng tôi đúng không? Sau khi cầm máu cho niếp niếp, Thái Quyên ngồi xuống hỏi Dương Thanh. Dương Thanh gật đầu đáp, chồng chị đâm vào bố vợ tôi, bây giờ ông ấy vẫn đang nằm viện. Bác sĩ nói rất có thể ông ấy sẽ trở thành người thực vật. Cả đời không tỉnh lại. Nghe xong, Thái Quyên tỏ ra bối rối. Bịch! Chị ta quỳ luôn xuống đất, bật khóc nức nở, xin lỗi cậu, thật sự rất xin lỗi. Tôi không có cách nào đền tiền thuốc men cho cậu được. Con gái của tôi bị bệnh máu trắng. Bác sĩ nói nếu không mau chữa trị sẽ không cứu được nữa. Nếu không phải bị dồn tới đường cùng, chồng tôi sẽ không bao giờ làm chuyện này. Có người cho chồng tôi 500.000, bảo anh ấy đâm chết một người. Anh ấy chỉ muốn cứu niếp niếp. Xin lỗi cậu, vô cùng xin lỗi. Không thể hận nổi. Tôi đã khuyên anh ấy đừng làm loại việc trái với lương tâm kia nhưng anh ấy nhất quyết không nghe. Còn nói dù sao bản thân cũng bị ung thư, chẳng sống được bao lâu, không bằng dùng mạng của mình đổi tiền thuốc men cho niếp niếp. Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu. Chồng tôi trả hết 500.000 kia cho bệnh viện rồi. Tôi không còn gì để bồi thường tiền chữa trị cho bố vợ cậu. Thái Quyên khóc lóc đau khổ, tưởng Dương Thanh tới đòi tiền mình. Nghe chị ta nói vậy, anh cũng xác định được rất nhiều chuyện. Đầu tiên, niếp niếp thực sự bị bệnh máu trắng. Mà Hồ Siêu cũng bị ung thư, không sống được bao lâu. Có người dùng 500.000 thuê hắn đâm chết Tần Đại Dũng. Vì tiền thuốc men của niếp niếp, hắn buộc phải làm vậy. Đúng là một câu chuyện rất đau lòng.
gia đình của Thái Quyên rất nghèo khó, không cần bỏ công điều tra mà có thể suy ra được từ quần áo của chị ta và Niếp Niếp, cùng với dáng vẻ bệnh tật của cô bé. Tâm trạng của Dương Thanh vô cùng nặng nề, cảm thấy như bị một tảng đá khổng lồ đè xuống. Anh vốn phải hận Hồ Siêu vì hắn là người lái xe đâm Tần Đại Dũng. Tuy hắn đã bỏ mạng nhưng Tần Đại Dũng cũng bị thương rất nặng, thậm chí có khả năng trở thành người thực vật suốt đời. Nhưng nghe câu chuyện của Thái Quyên, anh không thể nào hận nổi. Hồ Siêu đã làm một chuyện xấu xa, nhưng như vậy có thể phủ nhận hắn là một người bố tốt không? Không thể. Nếu không phải bị dồn vào đường cùng, không ai muốn làm chuyện này. Dù không có Hồ Siêu, người muốn Tần Đại Dũng chết cũng sẽ thuê người khác. Dương Thanh từng trải qua cảm giác tuyệt vọng khi người thân mắc bệnh hiểm nghèo cần tiền chữa trị nhưng vay mượn khắp nơi đều không được. Chị đứng dậy đi, tôi tới tìm chị không phải để đòi tiền. Dương Thanh vội vàng đỡ Thái Quyên đứng dậy, cam đoan nói tôi không đòi tiền chị. Ngược lại, tôi sẽ chi trả toàn bộ tiền chữa bệnh cho con gái chị. Hiện giờ đối với anh, mấy trăm nghìn chỉ là tiền lẻ, không đủ để tiêu vặt. Thế giới rộng lớn, còn rất nhiều gia đình nghèo khổ như gia đình của Niếp Niếp. Dương Thanh không thể giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng nếu gặp được anh sẽ không keo kiệt. Thái Quyên vốn đang tuyệt vọng, nghe vậy lập tức nín khóc, trợn mắt kinh ngạc, không dám tin vào tai mình, cậu muốn giúp đỡ Niếp Niếp sao? Tôi nói thật mà, chị mau đứng dậy đi, tôi tới tìm chị chỉ để hỏi thăm vài câu. Không phải muốn truy cứu trách nhiệm gì đâu, Dương Thanh vội đáp. Lúc này Thái Quyên mới tin lời anh nói, nước mắt giàn giụa, luôn miệng cảm ơn Dương Thanh. Một lúc lâu sau, cảm xúc của chị ta mới ổn định lại. Cậu Thanh muốn biết gì cứ hỏi, tôi sẽ nói hết cho cậu. Thái Quyên đỏ hoe mắt nhìn Dương Thanh, chỉ cần cứu được con gái, bảo chị ta chết cũng được chứ đừng nói là hỏi vài câu. Chị nói có người thuê chồng chị đâm chết bố vợ tôi với giá 500.000. Tôi muốn biết người đó là ai, Dương Thanh hỏi. Thái Quyên áy náy lắc đầu, không dám giấu cậu, chuyện này chỉ có chồng tôi liên lạc với đối phương. Lúc anh ấy cầm 500.000 về nói là tiền chữa bệnh cho Niếp Niếp, tôi sợ chết khiếp, còn tưởng anh ấy cướp ngân hàng. Sau đó tôi gặng hỏi mãi anh ấy mới kể có người thuê anh ấy đâm chết người. Tôi không ngăn nổi. Nào ngờ anh ấy đi rồi chẳng trở về nữa. Kể đến đây, Thái Quyên lại không kìm được òa khóc. Dương Thanh cảm thấy hơi thất vọng. Thực ra anh cũng chỉ ôm ấp một chút hy vọng, bởi vì nếu Hồ Siêu nói cho Thái Quyên biết người thuê mình là ai chẳng khác nào đang hại vợ con mình. Nhưng Hồ Siêu suy nghĩ quá đơn giản, cho rằng chỉ cần mình cũng chết trong tai nạn xe đó là có thể giấu giếm tất cả. Thái Quyên cũng rất thật thà chân chất. Nếu Dương Thanh tới để truy cứu trách nhiệm, chỉ cần dựa vào lời chị ta vừa kể là có thể đòi lại 500.000 tiền chữa bệnh của Niếp Niếp để bồi thường. Chị nghĩ lại thử xem trước khi chết chồng chị có gặp người lạ nào hoặc nhận được cuộc gọi kỳ lạ nào không? Hay là nhắn tin trên mạng với ai đó? Dương Thanh không cam lòng, cố gắng gợi ý. Muốn liên lạc với Hồ Siêu, thuê hắn đâm chết Tần Đại Dũng chỉ có thể thông qua 3 cách, gặp mặt, gọi điện, nhắn tin qua mạng. Thái Quyên lắc đầu đáp. Ban ngày chồng tôi làm công nhân bốc vác ở một nhà kho, ban đêm lái xe thuê, về đến nhà là ngủ say như chết. Tôi không biết ban ngày anh ấy làm những gì. Giọng nói của phụ nữ. Chị có giữ điện thoại của chồng chị đó không? Dương Thanh lại hỏi. Mắt Thái Quyên đỏ ửng, lắc đầu nguầy nguậy, hôm xảy ra tai nạn, điện thoại đã bị đốt với xác của anh ấy rồi. Tia hy vọng cuối cùng của Dương Thanh cũng không còn. Anh tưởng tìm được vợ của Hồ Siêu sẽ tra ra được manh mối, nào ngờ không có tin tức có ích nào. Nhưng anh có thể chắc chắn, tai nạn của Tần Đại Dũng không phải ngoài ý muốn mà là cố ý giết người. Điều khiến anh không hiểu là Tần Đại Dũng tốt bụng như vậy, sao lại có người muốn giết ông ta? Chẳng lẽ ông ta đã đắc tội với ai? Dương Thanh đã cho người điều tra, dạo gần đây Tần Đại Dũng không hề đắc tội với người nào. Anh chưa từng nghĩ đến Châu Ngọc Thúy. Xin lỗi cậu, tôi chẳng giúp được gì cho cậu cả. Thái Quyên áy náy nói. Chị ta tưởng Dương Thanh tìm mình để đòi tiền bồi thường, không ngờ anh lại muốn chi trả toàn bộ tiền thuốc men cho Niếp Niếp. Chị ta vô cùng biết ơn Dương Thanh, cũng muốn giúp anh, nhưng lại không giúp được gì. Dương Thanh lắc đầu đưa cho chị ta một tờ danh thiếp, đây là số điện thoại của tôi. Nếu chị nhớ ra điều gì xin hãy lập tức gọi điện cho tôi. Thái Quyên vội vàng gật đầu, cậu yên tâm.
dù tôi không nhớ ra được cũng sẽ tìm cách hỏi thăm bạn bè của Hồ Siêu xem anh ấy có liên lạc với ai không. Cảm ơn chị. Dương Thanh nhìn Quan Chính Sơn dặn dò, ông hãy phụ trách chuyện chữa trị cho Niếp Niếp, hãy liên hệ tới bệnh viện và bác sĩ tốt nhất cho cô bé, mau chóng chữa trị đi. Quan Chính Sơn vội đáp, vâng thưa cậu Thanh. Chị cho ông ấy số điện thoại đi, ông ấy sẽ sắp xếp cho Niếp Niếp chữa bệnh. Dương Thanh lại quay sang nói với Thái Quyên. Thái Quyên muốn quỳ xuống cảm ơn, bị Dương Thanh ngăn lại. Trên đường trở về, vẻ mặt Dương Thanh tràn đầy thất vọng. Anh vẫn đang nghĩ ai là người muốn giết Tần Đại Dũng. Cậu Thanh, tôi nghĩ có một việc phải nói cho cậu biết. Quan Chính Sơn do dự hồi lâu mới dám lên tiếng. Dương Thanh nhướng mày, tôi đã nói có bất cứ tin tức gì liên quan đến chuyện này đều phải báo lại ngay lập tức cơ mà. Quan Chính Sơn vội báo cáo, người của tôi điều tra được, cô gái tên Trịnh Mỹ Linh của nhà họ Trịnh đã tìm tới căn hộ mà bố vợ cậu đang thuê trọ vào ngày ông ấy gặp tai nạn. Trịnh Mỹ Linh. Dương Thanh vô cùng kinh ngạc, lúc này anh mới đột nhiên nhớ ra cô ta. Nhưng anh nghĩ cô ta không có động cơ giết Tần Đại Dũng. Ngoại trừ Trịnh Mỹ Linh, Dương Thanh còn nghĩ tới Châu Ngọc Thúy. Từ sau khi Tần Đại Dũng bỏ cờ bạc, chấn chỉnh lại bản thân, ông ta vẫn luôn muốn ly hôn với Châu Ngọc Thúy. Nhưng không biết tại sao bà ta nhất quyết không chịu, có vẻ rất sợ bị ly hôn. Tần Đại Dũng lấy chuyện ly hôn để uy hiếp nên bà ta mới đồng ý chuyển ra khỏi dinh thự Vân Phong. Hơn nữa, một ngày trước khi tổ chức đám cưới ở nhà họ Châu, Tần Đại Dũng đã vạch trần Châu Ngọc Thúy giấu mình đưa tiền cho nhà họ Châu để bảo vệ Dương Thanh. Khi đó, không một ai trong nhà họ Châu chịu thừa nhận, Châu Ngọc Thúy cũng nín thinh. Mãi đến lúc Tần Đại Dũng lấy chuyện ly hôn để uy hiếp, bà ta mới chịu thừa nhận tất cả. Dương Thanh luôn cảm thấy giữa hai vợ chồng họ có bí mật gì đó. Trong lúc anh còn đang mải mê suy nghĩ, chuông điện thoại chợt reo lên. Người gọi là Thái Quyên. Dương Thanh vội nghe máy, giọng địa phương đặc sệt của Thái Quyên vang lên. Cậu Thanh, tôi chợt nhớ ra buổi trưa hôm chồng tôi xảy ra chuyện, trước khi đi anh ấy có nhận được một cuộc gọi, tôi nghe thấy tiếng phụ nữ. Người phụ nữ độc ác. Sau khi cúp máy, Dương Thanh nổi trận lôi đình. Bây giờ anh có thể chắc chắn tai nạn của Tần Đại Dũng có liên quan đến Châu Ngọc Thúy và Trịnh Mỹ Linh. Nhưng vẫn chưa có được chứng cứ. Nếu lần này Châu Ngọc Thúy thực sự là kẻ chủ mưu sát hại Tần Đại Dũng, anh nên xử lý như thế nào? Anh không lo mình không ra tay được với bà ta, mà sợ Tần Thanh Tâm sẽ không thể chịu đựng nổi. Dù là ai cũng không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc rằng mẹ mình muốn giết bố mình. Cậu Thanh, có manh mối gì chưa? Quan Chính Sơn cẩn thận dò hỏi. Sau khi Dương Thanh nói chuyện điện thoại với Thái Quyên, ông ta thấy cảm xúc của anh rất bất ổn. Dương Thanh lạnh lùng đáp, không có. Tuy đã có được một chút manh mối nhưng anh chẳng hề cảm thấy vui vẻ. Anh còn đang do dự có nên tiếp tục điều tra chuyện này nữa không? Cùng lúc đó ở Bệnh viện Nhân dân Giang Hải. Trong phòng bệnh cao cấp chỉ có Châu Ngọc Thúy và Tần Đại Dũng. Châu Ngọc Thúy nhìn chằm chằm Tần Đại Dũng đang nằm trên giường bệnh. Ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Mấy ngày nay để tạo ấn tượng tốt với Tần Thanh Tâm và Tần Y, Châu Ngọc Thúy còn cẩn thận cắt móng tay cho Tần Đại Dũng, lau người cho ông ta, thậm chí còn thay bỉm. Nhưng từ khi Tần Thanh Tâm và Tần Y trở lại công ty làm việc, bà ta không phải giả vờ ân cần chăm sóc nữa. Cho dù ông ta tiểu ra ngoài cũng chỉ thô bạo thay bỉm trước khi Tần Thanh Tâm và Tần Y đến thăm. Mạng của ông lớn thật đấy, bị đâm như thế mà vẫn sống được. Nhưng không sao, cho dù có sống cũng chẳng khác người chết là bao. Đợi đến khi ông ra viện là tôi có thể trở về dinh thự Vân Phong rồi. Bây giờ đến lượt Dương Thanh, chỉ cần cậu ta chết, toàn bộ dinh thự Vân Phong đều sẽ thuộc về tôi. Châu Ngọc Thúy ác độc nhủ thầm, bây giờ bà ta rất ngứa mắt Tần Đại Dũng. Bà ta đột nhiên nhào tới tát một cái bốp lên mặt Tần Đại Dũng, cả giận nói, không phải ông đòi ly hôn với tôi sao? Rồi lại tát thêm một cái. Không phải ông sợ tôi cướp cái biệt thự đó sao? Ông đấu lại tôi chắc. Chẳng phải bây giờ chỉ có thể nằm liệt cả đời ở trên giường đấy sao? Tôi xem ông còn uy hiếp tôi kiểu gì. Châu Ngọc Thúy tát liên tiếp 5-6 cái, đến khi mặt Tần Đại Dũng sưng đỏ mới dừng tay. Thế này vẫn còn nhẹ, toàn thân Tần Đại Dũng dày đặc vết thâm tím, tất cả đều là kiệt tác của bà ta. Mấy ngày hôm nay trong phòng bệnh chỉ có bà ta và Tần Đại Dũng. Ngày nào bà ta cũng ngược đãi chồng mình mấy lần, mỗi lần ra tay đánh người, bà ta đều cảm thấy rất hưng phấn.
bà ta đã tìm hiểu trước nên đánh ở chỗ nào, vào lúc nào để không bị phát hiện. Bây giờ đang vào giờ làm việc buổi chiều. Bình thường, Tần Thanh Tâm và Tần Y sẽ không tới đây vào giờ này. Đây cũng là lúc tốt nhất để bà ta ngược đãi Tần Đại Dũng. Sau đó, bà ta nằm trên người giường dành cho người nhà xem TV, thỉnh thoảng còn phá lên cười. Đâu có giống người vợ có chồng bị xe đâm thành người thực vật. Bà ta không chú ý tới Tần Đại Dũng nằm trên giường bệnh chợt nhúc nhích ngón tay, mí mắt cũng đột nhiên run rẩy. Không biết bao lâu sau, Châu Ngọc Thúy ngủ thiếp đi, TV vẫn đang mở. Khoảng thời gian này bà ta trông chồng ở bệnh viện còn sướng hơn lúc ở căn hộ thuê. Mỗi lần Tần Thanh Tâm và Tần Y tới thăm đều sẽ mua rất nhiều đồ ăn ngon cho Châu Ngọc Thúy. Ngay lúc này, cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra. Nghe thấy tiếng cửa mở, Châu Ngọc Thúy giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy khỏi giường. Khi thấy người đến là Dương Thanh, bà ta mới thở phào một hơi, giận dữ hỏi, sao mày lại tới đây? Con gái tao làm việc vất vả kiếm tiền, mày lại sống thảnh thơi cả ngày đi lung tung không chịu làm việc. Số con bé tâm thật khổ, gặp phải thằng vô dụng như mày. Châu Ngọc Thúy khiêu khích nói. Bà ta muốn sống ở dinh thự Vân Phong nhưng tưởng rằng chỉ cần Tần Thanh Tâm đồng ý là được. Còn về Dương Thanh, bà ta chẳng thèm quan tâm. Dương Thanh lạnh lùng nhìn bà ta, đột nhiên hỏi, buổi sáng ngày bố bị tai nạn, Trịnh Mỹ Linh đến tìm mẹ để làm gì? Châu Ngọc Thúy còn đang nghĩ cách mắng chửi Dương Thanh, đột nhiên bị hỏi như vậy thì hốt hoảng. Mày có ý gì? Bà ta nhanh chóng giấu đi sự bối rối, cả giận gào lên với Dương Thanh, con bé là cháu gái tao, lâu ngày không gặp nên đến thăm tao, liên quan gì đến mày? Nếu con nhớ không nhầm, hai người mới gặp nhau cách ngày bố gặp tai nạn có mấy ngày thôi mà. Dương Thanh châm chọc nói, mấy ngày không gặp đã nhớ tới mức phải lặn lội đến thăm. Từ khi nào quan hệ của hai người tốt như vậy? Dương Thanh, rốt cuộc mày có ý gì hả? Nói rõ xem nào. Tao gặp cháu gái tao thì sao? Mày cản được chắc, hơn nữa, đây là chuyện nhà tao, liên quan quái gì đến mày? Châu Ngọc Thúy nổi giận quát mắng. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, con chỉ thuận miệng hỏi thôi, mẹ căng thẳng như vậy làm gì? Không phải mẹ làm việc trái với lương tâm nên chột dạ đấy chứ? Mày nói ai chột dạ? Châu Ngọc Thúy thực sự đang rất căng thẳng, bề ngoài trông đanh đá giận dữ nhưng bà ta vẫn luôn nắm chặt góc áo. Theo ngành tâm lý học, đây là dấu hiệu của người đang căng thẳng. Động tác nhỏ này của bà ta đã bị Dương Thanh thấy được. Trước khi chưa tìm được chứng cứ, Dương Thanh sẽ không làm gì Châu Ngọc Thúy cả. Bà ta là mẹ của Tần Thanh Tâm, nếu cứ ép hỏi vô căn cứ, e rằng cô cũng sẽ không muốn. Vừa rồi Dương Thanh chỉ thử thăm dò. Từ phản ứng của Châu Ngọc Thúy, anh có thể xác định, nếu bà ta không phải là kẻ đầu tiêu gây ra vụ tai nạn của Tần Đại Dũng thì bà ta cũng là người có liên quan đến chuyện này. Bố cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, con đã tìm được chuyên gia tốt nhất, mấy ngày nữa sẽ tới chữa trị cho bố. Chẳng mấy chốc bố sẽ tỉnh lại thôi. Dương Thanh ngồi cạnh giường Tần Đại Dũng nói. Châu Ngọc Thúy nghe thấy vậy càng thêm hoảng loạn. Nếu Tần Đại Dũng thực sự tỉnh lại, chẳng phải toàn bộ cố gắng của bà ta đều đổ sông đổ bể cả sao? Suốt mấy ngày nay, bà ta vừa ngược đãi Tần Đại Dũng, vừa nói rất nhiều lời độc ác, còn thừa nhận bà ta thuê người đâm ông ta. Một khi Tần Đại Dũng tỉnh lại, chân tướng sẽ được làm sáng tỏ. Nghĩ tới đây, Châu Ngọc Thúy vô cùng sợ hãi và bất an. Dương Thanh nói chuyện với Tần Đại Dũng một lúc thật lâu mới đứng dậy rời đi. Vừa ra khỏi phòng, anh liền gọi điện thoại cho người âm thầm bảo vệ bố vợ của tôi. Vừa rồi anh nhắc tới chuyên gia chữa trị cho Tần Đại Dũng là cố ý để Châu Ngọc Thúy nghe thấy. Nếu tai nạn của Tần Đại Dũng thực sự do Châu Ngọc Thúy làm, bà ta nhất định sẽ lại ra tay khi biết ông ta có thể tỉnh lại. Quả nhiên, Dương Thanh vừa đi khỏi, Châu Ngọc Thúy lập tức gọi cho Trịnh Mỹ Linh. Mỹ Linh, không xong rồi. Dương Thanh đã biết ngày hôm đó cháu đến tìm bác. Còn nói đã tìm được chuyên gia trị khỏi bệnh cho Tần Đại Dũng. Không phải cháu vẫn muốn giải quyết Dương Thanh sao? Tranh thủ thời gian ra tay đi, nếu không chúng ta sẽ bị lộ mất. Giọng nói của Châu Ngọc Thúy run lên vì sợ hãi. Trịnh Mỹ Linh cả giận nói, chính bác đã nói chỉ cần cháu bỏ tiền ra, chuyện còn lại do bác giải quyết. Cháu đã cho bác 800.000, bây giờ Tần Đại Dũng không chết, Dương Thanh vẫn sống sờ sờ ra đó. Thế mà bác còn bắt cháu nghĩ cách giải quyết anh ta sao? Mỹ Linh, cháu đừng giận, cháu biết tình hình bên bác thế nào rồi mà.
bây giờ bác thực sự không còn gì cả, hết cách mới phải nhờ cháu giúp đỡ. Châu Ngọc Thúy sốt ruột nói, bây giờ chỉ khi Dương Thanh chết, chúng ta mới được an toàn. Trịnh Mỹ Linh im lặng hồi lâu mới nghiến răng đáp, bác nói nếu Tần Đại Dũng tỉnh lại thì mới bị lộ đúng không? Đã vậy thì giết ông ta luôn đi. Không phải bác đang ở cạnh ông ta sao? Muốn giết ông ta rất đơn giản. Ông ta vốn là người thực vật, bất kỳ lúc nào cũng có thể mất mạng. Cho dù bác giết ông ta cũng không ai nghĩ là bác làm đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.